Ngay từ khi còn nhỏ, Mirei đã là một người ăn không biết no. Cô lúc nào cũng phải có cái gì đập vào mồm thì mới chịu được. Vì vậy mà ngoại hình có chút mập mạp. Cô thường xuyên phải nhận những lời chế giễu từ những bạn bè khác. Nhưng dù có như thế, cô ấy cũng không phải là người chịu đứng yên để người khác bắt nạt. Trong con hẻm gần đó, cô cũng được mệnh danh là một bá vương vô cùng dũng cảm. Tuy nhiên, khi thường xuyên bị những đứa trẻ khác ức hiếp, thỉnh thoảng cô cũng sẽ cảm thấy vô cùng đau khổ. Sau đó, Mirei quyết định sẽ bắt đầu giảm béo. Cô tin rằng với sự cố gắng của mình, từ một con vịt cô sẽ biến thành thiên nga. Trải qua quá trình rèn luyện không ngừng nghỉ, Mirei đã có một dáng hình mảnh mai cân đối. Có một khoảng thời gian, Mirei được trải qua một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường khác, thành tích khá tốt, tâm trạng lạc quan tích cực. Cô ấy rất hưởng thụ khoảng thời gian đó. Nhưng khi lần đầu tiên Mirei lấy hết dũng khí tỏ tình với người mình thích, và kết quả là cô đã nhận lại trái đắng. Đối phương không những từ chối và còn phỉ báng cô những lời không hay. Cái gì, cậu đòi làm bạn gái tôi ư? Nhìn lại mình xem, cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương. Sau những lời nói ấy, Mirei nhận thức được rằng hóa ra bản thân chưa từng biến thành một con thiên nga, mà vịt thì vẫn luôn là vịt. Mirei tự ti và luôn cho rằng vì mình lớn lên xấu xí nên các bạn học bắt đầu ghét bỏ. Cô luôn hy vọng mình sẽ có một tình yêu ngọt ngào ở tuổi học trò, cũng giống như tất cả các bạn nữ khác có thể đi ăn đi chơi hẹn hò cùng người mà mình thích. Sau khi Mirei tốt nghiệp trung học phổ thông, mẹ cô đã đưa cô đến bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ. Kể từ đó, Mirei biến thành một cô gái xinh đẹp. Điều đầu tiên cô ấy làm là thay đổi chứng minh thư, sau đó học thêm một lớp trang điểm. Và từ đó, một con vịt xấu xí hồi nhỏ, hiện tại Mirei đã là một con thiên nga trắng muốt và nuột nà. Hôm nay là ngày đầu nhập học đại học, Mirei cùng bạn thân Hyun Jung đang mải miết chụp ảnh trong khuôn viên trường. Tuy nhiên, đúng lúc này một nam sinh tiến đến xin số điện thoại của Mirei. Đến tận lúc này cô mới dám tin bản thân thực sự đã trở nên xinh đẹp rồi. Sau đó Mirei chạy đến báo danh tân sinh viên. Khi nhìn đến những bạn học khác, trong lòng cô lại âm thầm chấm điểm ngoại hình cho các nữ sinh. Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một người tên Sua, tân sinh viên khoa hóa học, đi đến. Sua tỏ ra thân thiết chào hỏi bọn họ. Nhưng khi Mirei vừa nhìn thấy Sua, cô ấy rất chắc chắn Sua là một mỹ nữ hàng thật giá thật. Trên người cô ta có một nét đẹp thuần khiết tự nhiên, vừa ngây thơ vừa đáng yêu, xứng đáng 100 điểm. Những cô gái xinh đẹp như thế này chắc chắn sẽ được tất cả mọi người chào đón ở trường đại học. Tuy nhiên lúc này có một hot boy cũng đến khoa hóa học báo danh. Các chị khóa trước nhìn thấy không ngừng cảm thán và suýt xoa. Sinh viên năm nay nhìn đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp. Quá trình báo danh kết thúc, tất cả các tân sinh viên đều tập trung vào giảng đường. Sau đó bọn họ ngồi nghe kinh nghiệm của những anh chị đi trước. Còn anh chàng đẹp trai này đã thành công thu hút sự chú ý của các chị em. Kết thúc buổi họp, Mirei cảm thấy anh chàng này có chút quen mắt. Đến buổi giới thiệu trước lớp, chàng trai lập tức tiến vào phía trung tâm. Anh chàng này tên Kyung Seok, bình thường rất thích vận động, đặc biệt là các môn thể thao, và sở trường là uống rượu. Biệt danh của anh là ba trai chưa say năm trai mới chỉ hơi truyền. Nếu có bạn học nào muốn uống rượu thì có thể gọi anh ấy. Vừa nghe đến cái tên Kyung Seok thì Mirei liền nhớ đến người bạn thời trung học của mình. Lẽ nào thực sự là anh ta? Mà lúc này Sua cũng tiến lên giới thiệu về bản thân. Các tiền bối khóa trên nhìn cô ấy đến ngơ ngẩn hết cả người và vô cùng có hứng thú với cô ấy. Sua cũng luôn mồm giới thiệu mình đang độc thân và từ trước đến giờ chưa từng yêu đương hẹn hò với ai. Tiếp đó đến lượt Mirei đứng lên giới thiệu bản thân. Lúc này cô ấy có chút căng thẳng, mà Kyung Seok ngồi dưới lại cứ luôn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Sau khi tất cả các bạn học sinh tự giới thiệu xong, bọn họ tiến hành tiết mục tụ họp thành nhóm. Sua là một người rất thông minh, cô ta chủ động rót rượu cho các tiền bối và bạn học, điều này khiến cho mọi người đều tán thưởng. Phía bên kia, Kyung Seok vì có gương mặt đẹp trai nên cũng được các nữ tiền bối bắt chuyện và săn đón nhiệt tình. Các chị hỏi anh ấy đã có bạn gái chưa, nhưng Kyung Seok đã từ chối thẳng thừng. Còn Mirei lại ngồi ở một nhóm khác lặng lẽ nhìn Kyung Seok. Nhớ năm đó ở trường trung học, Kyung Seok cũng là một nhân vật có tiếng tăm và có biệt danh là gương mặt thiên tài. Không ngờ hot boy và cô lại có thể cùng học trong trường đại học, thậm chí còn là bạn học cùng lớp. Mặc dù hiện tại Mirei đã trở nên xinh đẹp, nhưng khi đối mặt với bạn học cũ, cô vẫn cảm thấy có chút thiếu tự tin. Cô cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này, học trưởng Chan U không mời mà tự đi đến bên cạnh Mirei. Anh ta còn khoác vai ra vẻ thân thiết với cô, hơn nữa còn ép cô uống rượu. Nghe thấy Mirei vẫn đang độc thân, anh ta cố ý nói trước mặt mọi người là muốn kết bạn với cô. Mirei không biết trả lời thế nào cho phải, nên chỉ đành im lặng không nói gì. Đến thời gian chơi trò chơi, đầu tiên là cuộc thi uống bia của các nam sinh. Kyung Seok lập tức trở thành ngôi sao trong làng bia rượu, với tử lượng hơn hẳn các bạn học khác. Chỉ trong nốt nhạc, anh đã giành chiến thắng trong sự vỗ tay hoan hỉ của các bạn nữ. Mirei nhìn thấy anh chàng trước mắt này thật không dám tin. Tiếp đó đến trò chơi của các nữ sinh, đó là đoán tên ca sĩ. Mirei ngồi một bên luôn bí mật nói cho các bạn học đáp án và tất cả các câu trả lời đều đúng. Cô ấy cứ như một từ điển di động. Đến trò chơi thứ ba, mỗi đội phải lựa chọn ra một người lên sân khấu biểu diễn tiết mục. Cũng vì trò chơi đoán ca sĩ vừa rồi, Mirei được chỉ định sẽ là người đại diện thi đấu. Mặc dù cô ấy rất muốn từ chối nhưng cuối cùng vẫn bị mọi người đẩy lên sân khấu. Tiếp sau đó là phần thi của Mirei. Ánh đèn vừa phát sáng, phần biểu diễn của Mirei cũng bắt đầu. Tiết mục của Mirei đã làm nóng cả hội trường. Động tác thuần thục, điêu luyện, dáng nhảy vô cùng dứt khoát. Ngay cả Kyung Seok cũng mang một vẻ mặt kinh ngạc, cậu ấy nhớ lại ngày trước, những ngày bọn họ còn học trung học. Mirei cũng thường xuyên nghe bài hát này. Mỗi ngày ngồi chờ xe buýt, cô ấy đều âm thầm luyện tập. Kyung Seok cảm thấy cô gái trước mặt vô cùng đáng yêu. Nhạc vừa kết thúc, tiếng vỗ tay cũng không ngừng vang lên. Tất cả các bạn học đều không biết rằng khi cô học cấp 3 đã từng nhìn thấy những nữ sinh xinh đẹp nhảy trên đường phố.
Mỗi ngày cô chỉ có thể tự luyện tập dưới chân cầu. Cô đã từng nghĩ hàng trăm hàng ngàn lần cô muốn nhảy như thế cho mọi người xem. Cô cũng có thể làm được điều đó. Cô muốn mang đến cho mọi người một điệu nhảy mà từ trước tới nay chưa từng có. Mijay muốn mình được sống một cuộc đời như những người khác, được yêu và làm những điều mình yêu thích. Cuối cùng cô cũng nhận được sự công nhận của mọi người. Vòng thi nhảy kết thúc. Khi Mijay vẫn còn đang cảm thấy tất cả những điều này đều không thật, thì học trưởng Chan U vừa rồi cũng đứng xem màn biểu diễn của cô. Bây giờ anh ta lại càng thấy thích cô hơn. Anh ta bắt đầu ép cô uống rượu trước mặt mọi người, thậm chí còn bắt cô uống rượu giao bồi. Hành động này khiến Mijay cảm thấy không thoải mái nên mượn cớ chạy ra ngoài. Mijay nhớ lại cảm giác vừa rồi, những bạn học gọi tên mình liền cảm động rơi nước mắt. Thời khắc này cô ấy đã chờ đợi rất lâu rồi. Lúc này mẹ gọi điện đến cho cô. Mijay đem việc được các bạn học hoan nghênh yêu thích kể cho mẹ mình nghe. Người mẹ nghe thấy cũng rất vui mừng. Con gái cuối cùng cũng được trải qua cuộc sống như người bình thường rồi. Trước khi làm phẫu thuật, Mijay hẳn là đã phải rất đau khổ rồi. Bây giờ xem như khổ tận cam lai. Phía bên này, Kyung Seok cứ ngồi uống rượu. Một bà chị khóa trên cứ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm cậu ấy uống rượu. Càng nhìn càng thấy đẹp trai người người. Vì thế không nhịn được mà buông vài câu tán tỉnh. Nhưng Kyung Seok cũng méo quan tâm. Anh trực tiếp cầm lấy lon bia và rời đi. Cho dù bị từ chối nhưng bà chị vẫn cảm thấy Kyung Seok rất là ngầu lòi. Khi Kyung Seok vừa đi ra ngoài thì thấy Sua đang ở ngoài cửa đợi mình. Cô ta tiến lên chủ động nói chuyện với anh. Thấy Kyung Seok không có phản ứng gì, Sua liền nắm lấy tay áo anh và cô nói mình uống say rồi. Kyung Seok lập tức hỏi các nam sinh xem ai có thuốc giải rượu không, cô gái bên cạnh tôi say quá rồi. Nghe thấy vậy, những nam sinh khác lập tức vây quanh Sua, còn Kyung Seok thì lạnh lùng rời đi. Lúc này bố của Mirei đang gọi video cho cô, nhìn thấy con gái có vẻ khác, liền hỏi cô là ai, con gái tôi đâu. Mirei hoảng sợ và nói cô ấy đang đi tham gia hoạt động của trường. Sau đó không đợi bố mình nói tiếp đã vội vã cúp điện thoại. Ông bố cảm thấy có chút kỳ lạ. Người con gái vừa nghe điện thoại có giọng nói rất giống con gái mình. Nhưng đôi mắt to to và cái mũi cao cao kia thực sự rất xinh đẹp và không giống với con gái của ông. Người mẹ đứng bên cạnh nói, do ngoại hình không được đẹp nên ở trường con bé luôn cảm thấy rất áp lực. Nhưng ông bố lại cho rằng ông thấy con gái mình rất xinh đẹp. Tại sao lại phải đi làm mấy cái phẫu thuật chỉnh hình làm gì? Hóa ra người mẹ đến bây giờ vẫn chưa đem chuyện con gái đi phẫu thuật thẩm mỹ nói cho ông bố. Phía bên này, tiền bối Chan U vẫn liên tục tán tỉnh Mirei. Anh ta đưa chai nước suối cho Mirei và nói, bên kia có một căn phòng dùng để nghỉ ngơi, có cả sofa nữa. Nếu cô thấy mệt thì có thể sang bên đó nằm tạm. Khi anh ta đang chuẩn bị đưa Mijay rời đi thì bị Kyung Seok đứng trên ban công nhìn thấy. Hai người vừa đi đến phòng nghỉ ngơi, Chan U đã yêu cầu Mijay đến ngồi cạnh anh ta. Mijay không đồng ý. Cô cảm thấy không khí lúc này có chút lạ lạ. Đang xoay người chuẩn bị rời đi thì bị Chan U đi đến chắn trước mặt. Đúng lúc anh ta đang chuẩn bị khóa trái cửa thì Kyung Seok đột nhiên xông vào. Anh ta cũng bị đẩy ngã xuống sàn nhà. Nhìn thấy chuyện tốt của mình bị phá hỏng, Chan U đành hậm hực bỏ đi. Khi Mijay đang chuẩn bị đi ra ngoài thì Kyung Seok gọi cô ấy lại. Anh hỏi cô có phải trước đây đã học cùng trường trung học với mình không? Nghe thấy những lời này, Mirei bắt đầu hoang mang. Nghe đến câu hỏi này, Mirei sợ hết hồn không biết nên nói gì. Vì đây cũng chính là bí mật của cô. Kyung Seok nhìn thấy Mirei không trả lời thì cảm thấy có thể mình đã nhận nhầm người rồi. Trên thế giới này có người sinh ra là đã ở và vạch đích rồi. Ở trường trung học Ime có một nhân vật được mệnh danh là gương mặt thiên thần. Một ngày trời mưa tầm tã, Kyung Seok không có ô nên đành đi dưới mưa. Thế mà tất cả các nam sinh lại đồng loạt làm theo. Vì họ cho rằng làm như thế mình sẽ đẹp trai hơn. Tuy nhiên một nhân vật hoàn mỹ như thế không ngờ thời trung học lại có thể để ý đến một Mijay nhiều khuyết điểm như vậy. Mijay trở về nhà cảm thấy có chút lo lắng. Nếu chẳng may lần sau Kyung Seok lại hỏi thì cô ấy không biết nên trả lời thế nào. Ngày hôm sau là ngày bọn họ chính thức nhập học. Cha mẹ của Mijay lúc này cũng đang cầm một bó hoa đến trường tìm con gái. Người mẹ lo lắng gọi điện thoại cho cô ấy nói bố mẹ đã đến trường rồi. Khi Mijay đang suy nghĩ về kế sách ứng phó, ông bố đột nhiên xuất hiện. Ông bố nhìn thấy Mijay liền thấy vô cùng quen thuộc, cho rằng mình đã từng nói chuyện điện thoại với cô ấy, còn hỏi Mijay có gặp con gái của mình không. Nhưng sự tình hiện tại đã không còn cách nào cứu vãn nữa. Mijay liền gọi hai tiếng bố ơi, nói mình chính là Mirei. Thấy vậy ông bố liền bị sốc đến ngay cả hoa cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Hiện tại ông ấy không có cách nào tiếp nhận sự thật này. Làm sao con gái có thể lén lút sau lưng ông đi phẫu thuật thẩm mỹ được. Còn nhớ khi con gái còn nhỏ ông lái xe taxi. Ông luôn cẩn thận chụp những bức hình của con gái, cũng kể từ đó ông phát hiện ra dường như con gái mình không hề thích chụp ảnh. Nhưng ông thực sự không hiểu Mijay có vấn đề gì, tại sao lại muốn thay đổi bản thân như vậy. Mặc dù tâm trạng có chút ảnh hưởng, nhưng Mijay vẫn vào lớp học như bình thường. Khi cô vào đến lớp học thì Chan U giơ tay lên vẫy gọi cô. Anh ta còn giữ chỗ cho cô, anh ta xin lỗi vì chuyện xảy ra mấy hôm trước. Sau đó còn bảo cô sau này nếu có chuyện gì thì cứ đến tìm anh ta, thậm chí còn muốn hẹn cô trưa nay đi ăn. Mijay không có cách nào đành phải đồng ý. Mà tất cả những việc này đều bị Sua âm thầm quan sát. Đến bây giờ Chan U vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Anh hỏi Mijay có thể suy nghĩ về việc hẹn hò với anh ta không. Mijay không biết nên nói thế nào cho phải, vì thế lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Đúng lúc này Sua đi đến trước mặt Chan U hỏi anh ta có phải người đang theo đuổi Mirei. Sau khi nhận được đáp án của đối phương, Sua lại bắt đầu vào vai diễn trà xanh.
Cô nói Chan U phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể cưa đổ Mirei. Bản thân cô ta bây giờ đang cảm thấy có chút tiếc nuối vì đã không nhận lời làm bạn gái của anh. Vừa nghe thấy mấy lời này từ em gái trà xanh, Chan U liền thay đổi sắc mặt. Anh hỏi Sua rốt cuộc cô có ý gì. Phía bên này, bà chị mấy ngày trước tán tỉnh Kyung Seok cũng mặt dày chạy đến căng tin tìm cậu ấy. Bà chị này đã gửi tin nhắn suốt 3 ngày liền nhưng Kyung Seok lại chẳng hồi âm lại một câu nào. Còn Mirei lúc này thì đang luyện tập trong nhà vệ sinh, cô ấy không biết nên từ chối như thế nào để không làm mất lòng đàn anh. Mà tên Chan U lúc này đã lật mặt hơn lật bánh tráng, anh ta nói vừa rồi mình chỉ nói đùa mà thôi. Là do anh ta hồ đồ, từ bây giờ hai người nên làm anh em thì tốt hơn. Khi đang chuẩn bị rời đi, Kyung Seok ngồi gần đó đột nhiên giơ chân ra khiến Chan U bị vấp ngã sóng xoài trên đất. Khi anh ta chuẩn bị tung một quyền vào khuôn mặt đẹp trai của Kyung Seok thì lại bị cậu ấy nhẹ nhàng tránh được. Sau đó anh ta lại định đấm một phát nữa thì lại trượt chân ngã lăn ra đất. Mirei chạy lên ngăn cản Chan U thì bị hắn đẩy ngã. Cứ như thế Mirei trực tiếp ngã vào lòng của Kyung Seok. Mà trái tim của Kyung Seok lúc này cũng đập điên cuồng nhưng cũng vô cùng khéo léo không chạm vào eo của cô ấy. Tên Chan U không làm được gì chỉ có thể bỏ đi. Lúc này Mirei mới kịp phản ứng lại rằng mình đang dựa vào lòng Kyung Seok. Cô vì ngượng ngùng quá nên đã nhanh chóng bỏ đi trong lúc Kyung Seok dọn đĩa đồ ăn trên đất. Không ngờ lại nhìn thấy một lọ nước hoa của Mirei đánh rơi. Ngày hôm sau, sự việc đánh nhau ở căng tin lan truyền đến tai những học sinh khác. Điều này khiến em gái trà xanh Sua ngồi đó tức sôi máu. Một lúc sau, tên Chan U tìm đến Sua. Anh ta nói thực ra từ hôm khai giảng anh ta đã thích Sua rồi. Chỉ có điều bản thân cảm thấy xấu hổ nên không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng lúc này Sua mặt mày lạnh tanh, ra vẻ nói để bản thân suy nghĩ vài ngày. Phía bên này Mirei lúc này lại có chút tức giận. Cô ấy không ngờ rằng Chan U luôn nói thích cô chỉ là chuyện đùa cho vui. Nhưng điều mà Mirei không ngờ hơn là Kyung Seok lại có thể đứng ra bảo vệ cô. Trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông lung thì Sua đi đến. Cô ta đã biết sự việc đánh nhau xảy ra trong căng tin. Sua hỏi Mirei có phải đã thích tên đàn anh Chan U kia không. Sau khi nhận được đáp án phủ định, trà xanh Sua lại bắt đầu ngồi nói xấu tên đàn anh đó. Nghe nói tên đó là một kẻ vô cùng khốn nạn, nhân phẩm có vấn đề. Thật may là cậu không thích anh ta. Sau đó Sua cầm tay Mirei nói với cô ấy, sau này bọn họ sẽ làm chị em tốt của nhau. Cô ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh Mirei. Từ lúc lên đại học đến giờ Mirei vẫn chưa có một người bạn thể nào thân thiết cả. Nên trong lòng Mirei liền cảm thấy ấm áp vô cùng. Tuy nhiên tiết học thực hành đã bắt đầu rồi. Hai người vội vã kéo nhau đi vào lớp. Thầy giáo nói hãy bốc thăm để chọn nhóm thực hành, cứ như thế Mirei và Sua được phân vào cùng một nhóm. Trùng hợp thế nào mà Kyung Seok cũng trở thành thành viên của nhóm. Thầy giáo thông báo với bọn họ hiện tại cần bầu ra một nhóm trưởng. Sua lại bắt đầu lên kế hoạch ngầm và nói bầu cho Mirei làm nhóm trưởng. Nhưng lúc này Kyung Seok không đồng ý và tự đề cử mình sẽ làm nhóm trưởng. Khi Kyung Seok đang mua nước ngọt ở quầy bán hàng tự động, Sua cố tình đi đến bên cạnh bắt đầu thả thính. Cô ta nói mình cũng rất thích uống loại đồ uống có ga này. Sau đó nhờ Kyung Seok mua cho cô ta một lon. Nhưng Kyung Seok cũng chẳng mặn mà gì với em gái trà xanh này. Sau đó đi đến trước mặt Mirei nói với cô ấy rằng mình có chuyện cần nói. Sua nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu nổi cơn ghen và bị ức chế. Lúc này Kyung Seok đưa chai nước hoa cho Mirei và anh lại hỏi cô câu hỏi cũ. Kyung Seok vẫn nhớ ở trạm xe buýt, vẫn nhớ mùi nước hoa này. Xem ra bản thân không thể trốn tránh được nữa. Cô ấy cầu xin Kyung Seok đừng nói cho bất cứ ai biết những việc liên quan đến gương mặt trước đây của mình. Mà đúng lúc này một người bạn chạy đến tìm Kyung Seok. Mirei nhìn thấy bóng lưng đang rời đi của Kyung Seok liền nhớ lại hồi trung học trước đây. Khi Kyung Seok ngửi thấy mùi nước hoa trên người Mirei, anh ta đã bảo cô từ giờ đừng xịt nước hoa nữa. Bây giờ nghĩ lại cuộc sống sinh viên của mình có phải sắp tan vỡ rồi không? Nhưng Mirei vẫn cảm thấy rất lạ. Tại sao Kyung Seok lại nhớ được cô sử dụng nước hoa này? Mà lúc này Kyung Seok đã đi đến quán bar của một người anh đang chơi thân. Anh ấy đang chuẩn bị tổ chức một bữa tiệc chào mừng tân sinh viên khoa hóa học. Vì thế gọi Kyung Seok đến giúp đỡ. Khi hai người đang buôn chuyện, người anh Woo-jin nhắc đến cô gái lúc nãy đứng nói chuyện với Kyung Seok. Anh hỏi Kyung Seok có phải đã bắt đầu hẹn hò với các em gái rồi hay không. Ngày hôm sau tất cả sinh viên khoa hóa đều đến tham dự bữa tiệc. Một đám nam nữ ngồi cùng nhau bắt đầu ăn uống, chơi trò chơi mà Mirei đã thua hai lần liên tiếp. Vì thế mà bị phạt uống không ít rượu. Đến vòng thứ ba người thua cuộc lại là Mirei và Kyung Seok. Mọi người bắt đầu hò hét cổ vũ nhiệt tình bảo hai người họ uống rượu giao bồi. Nhưng Kyung Seok đã uống hết chén của mình, sau đó còn uống giúp Mirei một chén. Lúc này mọi người đều cảm thấy giữa hai người đang có gì đó mờ ám. Trò chơi vẫn tiếp tục và lần này người thua là Sua. Cô ta nói bản thân không uống được rượu, sau đó cố tình liếc mắt về phía Kyung Seok. Đúng lúc này một bạn học đột nhiên xuất hiện cầm chén lên và giúp Sua uống hết ly rượu. Sau đó còn đứng trước mặt mọi người và tỏ tình với Sua. Cuối cùng bị trà xanh từ chối, anh bạn thương tâm liền phủi đít bỏ đi. Các bạn học lúc này đều vô cùng ngưỡng mộ Sua, hỏi cô ta lớn lên xinh đẹp đáng yêu như thế, có phải có rất nhiều nam sinh đến tỏ tình không? Nhưng Sua lại lập tức giả tạo nói bản thân đâu có xinh đẹp gì đâu, trước giờ chưa từng phẫu thẩm mỹ. Sau đó tiện thể lôi Mirei vào câu chuyện nói người như Mirei mới gọi là đẹp, cứ xinh như búp bê ý.
Khi bầu không khí vô cùng căng thẳng thì Kyung Seok xuất hiện chất vấn Sua, cô nói vậy là có ý gì? Lúc này Sua lại giả vờ ngây thơ hỏi lại mình đã làm sai chuyện gì à? Kyung Seok hỏi cô ta thực sự không biết gì sao? Sua lại tỏ ra đáng thương giả vờ đau lòng rơi nước mắt, sau đó thì cô ta đứng dậy rời đi. Đây vốn dĩ là một bữa tiệc vui vẻ, nhưng vì những chuyện này lại cứ thế mà tan rã. Tiếp đó Sua tìm Mirei để nói lời xin lỗi. Cô ta nói mình thực sự không biết nếu không sự việc đã không tồi tệ như thế này. Cô ta thực sự không cố ý nhằm vào Mirei và cầu xin Mirei đừng tức giận. Mà lúc này tên Chan U lại nhân cơ hội chạy đến an ủi Sua. Hắn hỏi cô có muốn hẹn hò hay không. Sua liền giải thích bản thân bây giờ này đã là bạn thân của Mirei. Làm sao cô có thể hẹn hò với người đàn ông mà bạn thân mình thích được. Chan U đang muốn giải thích thì Sua đứng lên rời đi, sau đó anh ta vô cùng tức giận mà đến tìm Mirei. Anh chất vấn cô có phải thích anh ta rồi không? Nếu như không thích thì tại sao lại nói những lời đó với Sua? Có phải là muốn phá hoại chuyện tốt của anh ta không? Mirei cũng chẳng thèm quan tâm đến thằng điên này. Khi cô định quay người rời đi thì anh ta lại cảnh cáo cô, loại người như cô ở làng tao đầy. Cô chẳng qua chỉ là một con quái vật thẩm mỹ mà thôi. Nghe thấy những lời này Mirei vô cùng tức giận, sau đó buồn bã rời đi. Nhưng khi Mirei vừa đi vừa khóc thì Kyung Seok vô tình nhìn thấy. Vì thế anh đã âm thầm đi theo phía sau. Mirei bị tổn thương, cô ngồi cuộn mình trước cửa hàng tiện lợi, nước mắt không ngừng rơi. Khi Mirei đang trong lúc tuyệt vọng thì thầy trợ giảng tìm đến. Nhìn thấy Mirei gục đầu xuống hai chân thì thầy liền cho rằng cô ấy đã uống say rồi. Đang chuẩn bị lấy chai nước lọc cho cô ấy xuống thì Mirei đột nhiên nhớ đến chuyện tên Chan U trước đây hắn cũng từng đưa cho cô một chai nước suối. Mà những hành động này đều bị Kyung Seok đang đi đến nhìn thấy. Cậu ấy lập tức nắm lấy tay Mirei kéo cô ấy rời đi. Nhưng không ngờ lại bị thầy trợ giảng ngăn cản. Đang đứng trước mặt anh ấy mà lại thản nhiên muốn dẫn người đi là thế nào? Giữa hai người đàn ông lúc này đang có mùi thuốc súng nồng nặc. Mirei thấy vậy thì hất tay Kyung Seok ra, sau đó cúi đầu cảm ơn thầy rồi một mình rời khỏi đây. Mà sau khi bữa tiệc kết thúc, Sua được các nam sinh đưa về tận nhà. Nhìn ngôi biệt thự trước mặt, các bạn học cảm thán Sua không chỉ xinh đẹp dễ thương hơn nữa lại có thể sống ở một nơi sang trọng như này. Một tiếng sau, Sua nhìn giờ trên màn hình điện thoại, sau khi chắc chắn không còn nam sinh nào đứng đó, cô ta mới từ khu biệt thự bước ra một mình ngồi ở trạm xe buýt. Lúc này Mirei tìm đến cô bạn thân Hyun Jung. Cô đau lòng kể cho Hyun Jung nghe về tên đàn anh khốn kiếp kia. Hắn dám nói cô là quái vật thẩm mỹ khiến cho lòng cô bây giờ cảm thấy rất buồn. Người khác có thể sống vui vẻ cô cũng muốn thế thì có gì là sai. Sau đó Mirei còn kể những câu mà Sua đã nói. Hyun Jung tức giận chửi Sua sao có thể hỏi Mirei có phẫu thuật không trước mặt mọi người được. Quả nhiên là một người tâm địa độc ác. Mirei thương lượng cùng Hyun Jung nếu sau này còn có người hỏi cô câu đó, thì cô sẽ trả lời mình chỉ sửa mắt vào mũi thôi. Hyun Jung thực sự tức giận thay bản thân. Tại sao lại có người nhiều chuyện như thế chứ? Hiện tại Mirei đang cảm thấy rất buồn. Ngày hôm sau Sua đi đến gặp Won Ho, hôm qua đã tỏ tình với mình trong bữa tiệc. Cho dù Sua không thích Won Ho nhưng về độ thảo mai thì còn hơn chị Nguyệt. Các chàng trai mới lớn ngây ngô thì làm sao né được thính nặng thế này. Sau đó Sua tìm đến Kyung Seok, cô ta hỏi có phải giữa bọn họ đang có hiểu lầm gì không. Sua giải thích rằng tối qua mình đã xin lỗi Mirei rồi. Cô ta thực sự chỉ là vô tình thôi. Mirei trông xinh đẹp như thế, cô ta vốn dĩ chưa từng nghĩ Mirei đã phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc này Kyung Seok hỏi vặn ngược lại. Nếu cô thực sự không biết Mirei phẫu thuật thì tại sao trước mặt bao nhiêu người lại hỏi đến vấn đề đó làm gì? Sua lại bắt đầu tỏ ra ngây thơ và nói bản thân mình rất ngốc nghếch. Nhiều khi suy nghĩ chưa thông qua não nhưng mồm đã trực tiếp nói ra rồi. Nếu như chưa nghĩ đã nói vậy thì tại sao lại khen tên đàn anh Chan U đẹp trai được? Sau đó liền đứng dậy rời đi. Mà những bạn học khác lúc này nhìn thấy Sua và Kyung Seok ngồi nói chuyện cùng nhau, lại tưởng rằng bọn họ đang nói chuyện yêu đương. Mà đối với những hiểu lầm của các bạn học, Sua cũng không hề lên tiếng giải thích. Khi Mirei đi đến trường học đều cảm thấy các bạn học khác đang không ngừng nhìn về phía mình. Cô nghĩ rằng mình chỉ là một người đẹp do phẫu thuật, Mirei lại cảm thấy vô cùng tự ti. Khi lên lớp Mirei vẫn luôn trong trạng thái lơ đễnh. Mà lúc này Kyung Seok lại đến ngồi bên cạnh cô. Vừa tan học Mirei đã gọi Kyung Seok ra nói chuyện liên quan đến chuyện xảy ra ngày hôm qua. Có thể Sua chỉ là vô tình nói ra mà thôi. Có thể cô ta thực sự không biết chuyện cô phẫu thuật thẩm mỹ. Đương nhiên Mirei cũng biết gương mặt mình hiện tại có thể nhìn rất rõ ràng. Kyung Seok hỏi cô tại sao lại phẫu thuật. Mirei nói không phải do mình tham lam mà là gương mặt thời trung học của cô quả thật không nên ra ngoài gặp người khác. Cô cũng không còn cách nào khác. Lúc này Kyung Seok lại có chút tức giận. Chẳng lẽ trên thế giới này có người quy định gương mặt như thế nào thì mới có thể gặp người khác? Gương mặt nào thì phải đi sửa sao? Lời nói của Kyung Seok có chút khó chịu. Điều này khiến Mirei rất bực mình. Cách nghĩ của cô thì có liên quan gì đến Kyung Seok? Mà lúc này Kyung Seok cũng mới ý thức được những câu nói khi nãy của mình có hơi khái quát. Đúng lúc này tên đàn anh Chan U gửi cho bọn họ một tin nhắn, yêu cầu tất cả các tân sinh viên tập trung tại trước nhà vệ sinh. Sau đó anh ta yêu cầu tất cả sinh viên nữ đi ra ngoài, chỉ để lại một mình Mirei ở lại cùng đám con trai. Lại bắt đầu mắng cô là người đẹp gang nam, còn tự cho rằng bản thân mình thực sự xinh đẹp hay sao. Sau đó liền đi đến túm cổ áo của cô chuẩn bị giáo huấn cô một trận. Đúng lúc này Kyung Seok nhảy lên đạp cho tên khốn kia một cái. Hắn ta muốn cầm chổi lau nhà đánh về phía Kyung Seok.
nhưng lại bị cậu ấy nhẹ nhàng bắt được. Sau đó Kyung Seok lôi hắn ta vào nhà vệ sinh. Chuyện Kyung Seok đánh nhau trong nhà vệ sinh với đàn anh khóa trên bắt đầu trở thành chủ đề hỏa tán khắp trường. Trong phút chốc Kyung Seok lại trở thành một người nổi tiếng, mà lúc này những người bạn học khác cũng đến an ủi Mirae. Tên đàn anh đó cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Hiện tại hắn ta cũng đã bị Kyung Seok dạy cho một bài học đáng đời. Bọn họ khuyên Mirae đừng suy nghĩ gì nữa. Mirae nhìn thấy bạn học tốt bụng như vậy, thế mà trước đây bản thân còn vô số lần chấm điểm gương mặt của bọn họ. Cô tự cảm thấy bản thân thật quá đáng. Sau đó Sua cũng vác bộ mặt trà xanh đến an ủi. Sua nói đàn anh đối xử với Mirae như thế đều là do cô ta đã cự tuyệt nên hắn ta mới tìm đến Mirae để gây sự. Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra đến mức này. Sau đó lại bắt đầu nói bóng gió Kyung Seok đứng trước mặt mọi người công khai bảo vệ Mirae. Cảm thấy cậu ấy đối với Mirae rất đặc biệt. Sau đó hỏi có phải bọn họ đang hẹn hò không. Nhận được câu trả lời là không của Mirae, Sua lại bắt đầu hỏi về bữa tiệc lần trước, không phải Kyung Seok cũng đứng lên bảo vệ cậu sao? Liệu có phải cậu ấy đang thích thầm cậu? Mirae nói rằng điều này sao có thể? Nếu Kyung Seok có chút để ý đến cô thì chắc cũng là vì trước đây bọn họ cùng học một trường trung học. Nghe thấy bọn họ cùng học một trường cấp 3, Sua đã bắt được trọng điểm, hóa ra hai người còn có quan hệ này. Phía bên này thầy trợ giảng cũng biết được chuyện đánh nhau của tên đàn anh Chan U, nên gọi anh ta đến văn phòng để cảnh cáo. Anh ta sau này nên ngoan ngoãn một chút. Nếu không sau này tốt nghiệp đại học rồi anh ta sẽ không nhận được bất cứ một lời giới thiệu nào từ giáo sư. Hôm sau Mirae đi đến khuôn viên trường học thì nhìn thấy Kyung Seok. Hai người đều cảm thấy có chút ngại ngùng, nhưng không ngờ hai người cùng đồng thanh hỏi đối phương. Thế là hai người bọn họ đi đến căng tin tự phục vụ. Mirae nói cô sẽ mời, vốn dĩ cô định gọi món sườn xào chua ngọt, nhưng vì căng thẳng lại gọi thành thịt xào chua ngọt. Phía bên này Sua đang đi nhiều chuyện khắp nơi. Cô đem việc Mirae và Kyung Seok học cùng cấp 3 nói cho mọi người biết. Một nam sinh nói thảo nào Kyung Seok luôn bảo vệ Mirae. Còn bên phía Mirae, cô đang cảm thấy có lỗi với Kyung Seok. Rõ ràng cậu ấy không thích ăn sườn xào chua ngọt nhưng hiện tại lại phải cố gắng ăn. Mirae tự trách mình, nhưng Kyung Seok nói không sao, tớ thấy khá ngon. Bầu không khí giữa hai người có chút ấm áp hơn. Mirae cảm ơn Kyung Seok vì khoảng thời gian này đã luôn giúp đỡ cô. Mirae biết cô không nên ở trong lòng âm thầm chấm điểm gương mặt người khác, mà người vẫn luôn đẹp trai như Kyung Seok sẽ không hiểu được cuộc sống của những người như cô. Kyung Seok cũng nói lời xin lỗi là do cậu quá đáng. Nhìn vào ánh mắt thâm tình của Kyung Seok nhất thời khiến Mirae có chút xấu hổ. Sau khi tan học, Mirae đến gặp bạn thân Hyun Jung. Mirae kể cho cô ấy chuyện mình và Kyung Seok nói chuyện ngày hôm nay. Khi hai người đang nói chuyện, Mirae đột nhiên nhận được một tin nhắn. Trước đây cô đã từng nộp đơn ứng tuyển trở thành nhân viên thử nước hoa trên mạng. Không ngờ cả hai cô gái đều được lựa chọn. Bọn họ sắp được gặp gỡ những nhà sáng chế nước hoa nổi tiếng thế giới. Ngày hôm sau, một nữ sinh nói với Kyung Seok rằng nghe nói cậu và Mirae là bạn học cấp 3. Kyung Seok hỏi vặn lại thì nhận được câu trả lời là do Sua nói cho bọn họ. Đến tiết thực hành, thầy trợ giảng nhắc nhở những nữ sinh tóc dài nên buộc gọn gàng lên. Sua trước con mắt của tất cả mọi người bày ra tư thế đẹp nhất để buộc tóc mình lên. Hành động này thu hút tất cả ánh nhìn của nam sinh trong lớp. Ngay cả Mirae cũng ngất ngây nhìn Sua. Chỉ có Kyung Seok là vẫn quách tỉnh. Trong lúc làm thí nghiệm, Mirae không may bị bỏng mà thầy trợ giảng lại quan tâm cô một cách kỳ lạ. Sua trà xanh thấy vậy lại bắt đầu biểu diễn, nói muốn dọn dẹp các sản phẩm thí nghiệm. Tuy nhiên khi Mirae đưa cho cô ta ống nghiệm trà xanh lại giả vờ mình chưa cầm chắc nên ống nghiệm rơi xuống đầu gối. Lúc này thầy trợ giảng nhắc cô ta nhanh chóng đến phòng y tế, mà Mirae vừa nhìn thấy trên đất đang có mảnh thủy tinh vỡ. Khi đang chuẩn bị dùng tay nhặt nó thì may mắn thầy trợ giảng bắt kịp và nắm chặt tay của Mirae. Sau khi xử lý vết thương, Sua cố tình đến gặp Kyung Seok làm ra vẻ cảm ơn vì anh đã giúp mình dọn dẹp mảnh vỡ, mà Kyung Seok thì làm ra vẻ chả quan tâm đến cô ta. Kyung Seok đến nhà ăn tìm Mirae và hỏi có chắc là cô làm vỡ ống nghiệm không, thì Mirae lại bảo chính là mình làm. Kyung Seok bất lực đành bỏ đi. Về phần Mirae, trong lúc ngồi ăn cô nhớ lại rõ ràng lúc đó Sua đã cầm chắc ống nghiệm, vậy mà cô mới quay đi ống nghiệm trên tay cô ả đã rơi xuống. Đây rõ ràng là cố tình mà. Tối đó Mirae cùng Hyun Jung đến tham gia một sự kiện, bởi trước đó Mirae đã thắng được vé tham dự nhờ tham gia một cuộc thi sáng tạo nước hoa. Ở đây Mirae tình cờ gặp thầy trợ giảng. Thầy giới thiệu hai người với giám đốc hãng nước hoa mới nổi. Mirae định đến bắt chuyện bởi thấy bà giám đốc này khá quen. Nhưng xung quanh bà lúc nào cũng có người vây quanh. Mirae đành sang một góc đứng. Lúc này giám đốc chủ động đến bắt chuyện với cô và khen ngợi tài năng làm nước hoa của Mirae. Khi bữa tiệc gần kết thúc, thầy trợ giảng định mời Mirae một bữa nhưng cô từ chối. Lúc này Mirae gọi thầy trợ giảng lại nói xin lỗi về vụ lần trước anh đã giúp cô mà cô còn hất nước vào người anh. Nhưng thầy trợ giảng thì không để ý gì đến việc ấy và bảo Mirae đừng để tâm. Sau đó giám đốc đến trò chuyện và Mirae quyết định đi dạo cùng bà ấy. Hai người họ đến một quán bar gần trường. Trong khi Mirae và giám đốc đang trò chuyện với nhau, Kyung Seok cũng đến đây. Dù không ngồi gần cửa nhưng Kyung Seok vừa bước nào đã nhìn thấy Mirae ngay. Kyung Seok nhìn sang giám đốc, nụ cười trên môi anh dần tắt. Mirae định giới thiệu hai người với nhau thì Kyung Seok chặn họng trước anh, hỏi sao bà lại ở đây. Bà giám đốc cũng đứng dậy nhìn Kyung Seok trìu mến, hóa ra giám đốc là mẹ Kyung Seok.
và xem cách phản ứng của Kyung Seop, hai người họ có uẩn khúc gì đấy. Hôm sau trên giảng đường, Kyung Seop làm ra cái bộ mặt lạnh tanh không thèm bắt chuyện với ai. Kyung Seop đang đợi Mi-ray đến, thế mà lúc Mi-ray đến cô lại chẳng thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Cô không chịu bắt chuyện thì anh phải mở miệng trước vậy. Kyung Seop đến ngồi cạnh Mi-ray rồi bảo cô hai chúng ta có chuyện cần nói. Giờ nghỉ trưa, Kyung Seop hỏi tại sao Mi-ray lại đi với mẹ anh. Mi-ray giải thích cũng có thầy trợ giảng ở đấy, và thầy ấy giới thiệu mẹ của Kyung Seop là tiền bối đi trước. Kyung Seop thì lại khó chịu vì Mi-ray lại đồng ý đi với một người mới gặp một lần. Sau đó anh dặn Mi-ray không được nói chuyện giám đốc là mẹ anh. Mi-ray vừa mở miệng tôi không nói đâu, thì Kyung Seop phản bác lại ngay. Anh lấy chuyện chính cô đã bảo với tôi đừng nói với ai mình học trung cấp 3 mà. Nhưng chính cậu lại nói ra trước còn gì. Mi-ray giải thích đấy là chuyện của mình, nó cũng đâu có ảnh hưởng gì đến cậu. Hôm sau trong thư viện, đàn chị cố tình để ý rồi ngồi gần Kyung Seop. Cô ả Thảo Mai nói rằng mình có một bộ sách truyền dạy những kiến thức học hay từ tiền bối đi trước độc nhất vô nhị và ả muốn cho Kyung Seop mượn. Đáng tiếc là Kyung Seop chẳng thèm để tâm. Anh lấy lý do đi ăn sau đó rời đi. Tối đó Kyung Seop buồn rầu vì chuyện với Mi-ray. Anh đã đến bar uống rượu giải sầu. Cái mặt Kyung Seop đang khó ở với cả thế giới. Đến cả anh bạn thân nói chuyện anh cũng chẳng thèm để tâm. Đến lúc bạn anh bảo bỏ điện thoại ra xem có tin nhắn nào không, Kyung Seop mới miễn cưỡng xem điện thoại. Thì đúng thật có tin nhắn của Mi-ray gửi đến. Hẹn anh ngày mai gặp mặt. Đọc xong tin nhắn đó, mặt anh vui như chảy hội. Cùng lúc này Mi-ray và Hyun Jung đang trên đường trở về. Lần này không còn là cảm giác Mi-ray thấy rõ có một kẻ mờ ám bám theo mình suốt một đoạn đường dài. Bị phát hiện tên kia cắm đầu bỏ chạy. Mi-ray thì đâu định tha cho hắn, phải bắt cho bằng được để xem là kẻ nào cả gan dám theo dõi cô mấy ngày nay. Với đôi chân dài 2 mét của mình, Mi-ray chạy theo vài con phố cũng đuổi kịp tên bám đuôi. Lúc này hai cảnh sát trật tự cũng đã có mặt theo lời gọi điện báo của Hyun Jung và trấn áp kẻ theo dõi áp giải về đồn. Tên đó vậy mà lại là một cậu nhóc. Cậu ta nói rằng mới gặp Mi-ray lần đầu và tưởng cô là người nổi tiếng nên định đi theo xin làm fan. Vì là người rộng lượng nên Mi-ray đã tha cho cậu bé khi cậu ta xin lỗi. Lúc này bố Mi-ray nghe được tin cũng tức tốc chạy đến xem là thứ của nợ nào dám theo dõi con cái cưng của ông. Mọi chuyện cũng sáng tỏ chính bố Mi-ray là người luôn theo dõi cô vì sợ cô đi đường muộn gặp nguy hiểm. Hôm sau Kyung Seop lên sân thượng gặp Mi-ray theo lời nhắn. Không ngờ cô lại chủ động mời anh đi đóng vài ly. Ở quán rượu, Mi-ray và Kyung Seop chia sẻ những góc khuất trong mối quan hệ với gia đình của cả hai cho nhau nghe. Họ cũng hiểu hơn về nhau. Kyung Seop còn nói rằng cả quãng đời cấp 2 của cậu chỉ cười có đúng một lần vì Mi-ray. Đây là thả thính công khai luôn rồi. Trên đường về, Mi-ray vì uống hơi quá chén nên bước đi có phần loạng choạng. Thấy cô gần lao đầu ra đường, Kyung Seop nắm lấy tay Mi-ray kéo gần vào người mình. Mi-ray bất động đợi chờ Kyung Seop định làm gì mình tiếp theo. Thế mà thanh niên này lại không biết nắm bắt cơ hội luôn gì cả. Chỉ là những sự quan tâm trước giờ của Kyung Seop đủ làm trái tim bé nhỏ của Mi-ray rung động. Hôm sau chỉ nhìn Kyung Seop uống nước thôi, Mi-ray cũng thấy vừa ngầu vừa đẹp trai. Đến nỗi đừng ngắm chằm chằm để rồi Kyung Seop phát hiện thì cô ngượng ngùng rời đi. Nghe tin Kyung Seop tham gia làm phục vụ trong lễ hội trường sắp đến, Sua lập tức nhận lời tham gia. Ả trà xanh còn tỏ vẻ quan tâm và bảo người tuyển dụng cho cả Mi-ray tham gia cùng. Trên lớp học cô ả cũng cố nhắc lại chuyện này và bảo Mi-ray không tham gia mọi người sẽ vất vả thêm. Làm Mi-ray phải suy nghĩ và đồng ý. Tối đó thầy trợ giảng vật lý Uung mời Hyun Jung đi uống vì đã giúp tìm trọ mới và mời thêm Mi-ray đi cùng. Quán bọn họ chọn đến lại chính là quán của bạn thân Kyung Seop. Đúng lúc Kyung Seop đến xem có gì giúp được không, thì anh bắt gặp Mi-ray ở đây. Thấy Mi-ray đi uống với trai lạ, Kyung Seop đến tận bàn bọn họ hỏi Mi-ray đang làm gì vậy. Cuối cùng thì Kyung Seop quyết định ngồi uống cùng để giám sát xem thầy trợ giảng định có ý gì với Mi-ray chuyển cảnh đến hôm lễ hội. Vì đồng ý giúp làm phục vụ, Mi-ray được phát đồng phục mà váy áo có vẻ hơi ngắn, Mi-ray cũng không thích lắm mà Sua lại tỏ vẻ quan tâm. Rồi còn nói nếu Mi-ray không thích thì đừng mặc. Cô ta rõ ràng là cố ý chĩa mũi dìu về phía Mi-ray mà. Đến cuối cùng Mi-ray vẫn phải đồng ý mặc cái váy ấy giúp phục vụ. Buổi tối lễ hội vì đã phụ việc cả ngày, Mi-ray cảm thấy hơi mệt và xin được nghỉ một lúc. Kyung Seop hỏi han xem Mi-ray có sao không vì mặt cô trông không được vui. Mi-ray chỉ nói cô cần nghỉ ngơi một chút thôi. Đúng lúc này Sua tỏ ra thân thiết đến khoác tay Mi-ray kéo đi. Cuối cùng thì cậu mối tình đầu kia cũng biết được thân phận của Mi-ray. Nhìn mặt cậu bạn kia là không ưng rồi. Mi-ray định rời đi thì cậu ta cố ý gọi cô lại để trêu ghẹo. Cậu ta lôi chuyện quá khứ ra để sỉ nhục khiến Mi-ray tức giận hét lên thu hút sự chú ý của mọi người. Thằng bạn không biết điều kia còn châm chọc Mi-ray, nói rằng cậu tưởng chỉ cần xinh đẹp lên là xong à. Mà Mi-ray cũng đâu định để yên cho cậu ta, muốn nói gì thì nói. Cô thừa nhận tôi nhận ra những thằng như cậu chẳng là cái thá gì. Cậu chẳng thay đổi gì dám mang ngoại hình người khác ra để miệt thị. Với tôi cậu chỉ là rác rưởi thôi. Nói rồi Mi-ray định quay đi thì bắt gặp Kyung Seop đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Mi-ray buồn rầu sang ngồi một chỗ, mà Sua tỏ vẻ thân thiện đến an ủi cô, còn mở lời xin lỗi và tự nhận là do mình nên mọi chuyện thành như vậy. Nhưng cuối cùng cô ta lại nói mình không có thành kiến với người phẫu thuật thẩm mỹ như Mi-ray. Sau đó cô ta còn tỏ ra thân thiện và đồng cảm với Mi-ray trước mặt Kyung Seop.
mà cô ta chính là người đưa cậu bạn kia đến để rồi cậu ta sỉ nhục Mi-Jay như vậy. Sua nói rằng mình không cố tình, còn cho rằng Mi-Jay đâu có xấu xí đến thế. Tối ngày thứ hai của lễ hội, Mi-Jay vừa tách ra khỏi Hyun-Jung thì Sua lại gần bắt chuyện. Cô ta tỏ ra lo lắng cho Mi-Jay vì chuyện ngày hôm qua mà Mi-Jay theo suy đoán của Hyun-Jung về việc Sua đã biết chuyện cô và cậu bạn kia học cùng trường cấp 2 nên cố tình mời cậu ta đến để gây khó dễ cho cô. Bất ngờ bị hỏi nhưng Sua mặt không biến sắc nói rằng mình không biết. Cô ả trưng ra bộ mặt vô tội nói rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sau đó Mi-Jay cũng bị lôi kéo vào một trò chơi xem mắt, lúc này từ xa Ki-ung Se-ok nhìn thấy nên cũng vào tham gia luôn. Người ghép đôi nói rằng sẽ cho 6 người 10 phút để làm quen rồi tự bạn cặp cho mình. Mà Ki-ung Se-ok lại hỏi rằng có thể trực tiếp chỉ định luôn không. Lúc này Sua tưởng bởi nghĩ rằng Ki-ung Se-ok chọn mình, mà đâu có ngờ anh lại chỉ về phía Mi-Jay. Trong lúc Mi-Jay đang bối rối thì một cậu bạn cũng tham gia ghép đôi nhanh trí nghĩ ra cái làm ướt áo của Mi-Jay để cô đi cùng Ki-ung Se-ok. Mà Sua lúc này cũng đứng bật dậy tranh đi theo Mi-Jay đến phòng thay đồ. Nhìn mặt Sua là thấy không tin tưởng được rồi. Mi-Jay vẫn chọn đi cùng Ki-ung Se-ok. Trong lúc Mi-Jay và Ki-ung Se-ok đang tìm áo trong phòng, không biết là ai đã vô tình chốt cửa phía bên ngoài. Mi-Jay định gọi người giúp mà không ai nghe máy, Ki-ung Se-ok thì để quên điện thoại ở chỗ chơi ghép đôi ban nãy. Mà thấy màn hình Ki-ung Se-ok hiện cuộc gọi từ Mi-Jay, Sua còn không thèm bắt máy. Trước hết Mi-Jay vẫn nên thay áo bị ướt ra trước. Ki-ung Se-ok tử tế quay lưng lại đi ra thật xa và bảo Mi-Jay thay xong thì nói mình. Mà Mi-Jay thì ngại cũng cứ ôm khư khư cái áo chưa dám thay. Cô còn có tâm trạng suy nghĩ linh tinh liên tưởng hai người kẹt trên đảo hoang rồi cùng ở trong một căn phòng. Sau đó Mi-Jay nói rằng 30 phút nữa rồi Ki-ung Se-ok hãy quay lại. Ki-ung Se-ok không đồng ý nên Mi-Jay rút ngắn còn 10 phút. Cô nói không muốn Ki-ung Se-ok biết mình thay đồ lúc nào. Mà Ki-ung Se-ok thì sắp hết kiên nhẫn, anh cho cô 20 giây để thay. Sau đó Ki-ung Se-ok đếm làm Mi-Jay cuống cuồng thay áo vội đến nỗi mặc ngược mà không biết. Đến khi Mi-Jay quay lại, Ki-ung Se-ok vẫn đứng đấy. Anh không có ý định gì đếm chỉ để Mi-Jay mau chóng thay áo. Sau đó hai người họ chỉ còn biết chờ đợi người đến mở cửa. Ki-ung Se-ok cũng đã trực tiếp nói rằng Mi-Jay dễ thương. Anh còn nói anh thích như thế làm bầu không khí có chút kỳ kỳ. May lúc này các tiền bối bước vào. Ki-ung Se-ok còn nói rằng cuối cùng anh cũng có bạn, đó là Mi-Jay, làm cô bối rối vô cùng. Mi-Jay và Ki-ung Se-ok ra ngoài cũng là lúc bắn pháo hoa từ đằng xa. Sua thấy rõ ánh mắt si tình Ki-ung Se-ok dành cho Mi-Jay. Ánh mắt mà cả đời cô ta cũng không được Ki-ung Se-ok nhìn đến. Việc Ki-ung Se-ok chủ động công kích làm Mi-Jay bối rối để rồi bắt nhầm luôn chuyến xe buýt. Hôm sau trên lớp lan truyền tin tức về gia cảnh nhà Ki-ung Se-ok. Đó là do cô bạn tốt của Sua làm ra. Mà vì Sua đòi trả điện thoại cho Ki-ung Se-ok nên anh nghĩ là do ả tung tin. Sau khi biết được sự thật, Ki-ung Se-ok đến xin lỗi Sua. Mà cô ả đực nước nên đòi Ki-ung Se-ok đưa đến bữa tiệc tối để mọi người hiểu lầm ả với Ki-ung Se-ok là một cặp thật. Đúng là kẻ tâm cơ ngầm mà. Nhưng rồi Ki-ung Se-ok cũng sớm rời khỏi bữa tiệc nhàm chán. Vì anh nhận được điện thoại của Mi-Jay rằng mẹ anh đang nhập viện sau một khoảng thời gian dài. Cuối cùng Ki-ung Se-ok cũng ngồi nói chuyện lại với mẹ, cả hai tâm sự để hiểu nhau hơn. Ki-ung Se-ok cũng đã tha thứ cho mẹ mình vì lúc trước bà đã bỏ đi. Khi trở về nhà, Ki-ung Se-ok cãi nhau một trận với bố vì quá giận khi biết mọi chuyện xảy ra mới mẹ là do bố gây ra. Ki-ung Se-ok bỏ sang nhà anh bạn thân ở ké một thời gian. Mi-Jay lúc này cũng đã làm hòa hoàn toàn với bố. Bố cô đến tận trường đón cô về ăn cơm cùng nhau. Sau đó họ còn đi hát karaoke đến tận khuya. Bố cô đã từ lâu không còn giận cô, chỉ là ngại không nói ra. Cuối cùng ông cũng nói được ra rằng dù có thế nào cô cũng vẫn mãi là con gái yêu của ông. Chuyển cảnh đến bữa tiệc tân gia tại nhà thầy trợ giảng, trong khi mọi người nghĩ rằng Ki-ung Se-ok không đến, thì anh Lệ Khệ bê một chiếc tivi lớn lên nói rằng đây là quà tân gia tặng cho thầy trợ giảng, làm cho mọi người ngơ ngác. Đúng là người giàu tặng quà cũng hào phóng nữa. Ki-ung Se-ok định trổ tài cắt thịt nướng, mà cậu ấm như anh đã phải làm những thứ này bao giờ đâu. Anh cắt thịt mà như làm miến trộn vậy. Cuối cùng may mà thầy trợ giảng giành lại cái kéo, cứ giúp miếng thịt chứ không nó chưa đến miệng thì mà đã bị nát vụn rồi. Ki-ung Se-ok đúng là không biết cách bắt chuyện. Anh nói ra câu nào là câu chuyện đi vào ngõ cụt câu đấy. May mà Hyun-Jung nhìn thấy cây đàn nên bảo thầy giáo hãy đàn cho mọi người nghe một bài. Thấy Mi-Jay thích thú và nhìn thầy giáo cười ngốc nghếch, Ki-ung Se-ok có chút ghen tị. Anh muốn cô chỉ được cười với một mình anh thôi. Đến khi xong tiệc, khi mọi người đang dọn dẹp, Ki-ung Se-ok cũng tranh giúp Mi-Jay rửa bát. Nhưng anh đến chai dầu cũng không biết cách mở thì giúp thế nào đây. Thấy không khí giữa hai người hơi kỳ, thầy trợ giảng mở lời cho lời khuyên về bài viết báo cáo càng dài càng tốt, viết dài sẽ được điểm cao hơn ấy. Mi-Jay vừa nghe đã hiểu liền cảm ơn anh. Vậy mà Ki-ung Se-ok lại phá vỡ bầu không khí vui vẻ bằng cách thở ra câu: tôi cũng biết chuyện đó mà, làm mọi người đều đứng hình. Hôm sau khi Ki-ung Se-ok ở thư viện, Sua cố tình đến bắt chuyện dò hỏi xem anh đang đọc sách gì. Thấy Ki-ung Se-ok không quan tâm đến mình, Trà Xanh còn ảo tưởng mình với Ki-ung Se-ok đã là bạn sau lần anh đưa ả đến bữa tiệc. Sua mời Ki-ung Se-ok đi xem phim cùng mình, mà Ki-ung Se-ok từ chối ngay. Sau giờ học, Mi-Jay đến rạp phim thì thấy Ki-ung Se-ok đã đứng đợi mình từ bao giờ. Nhìn theo góc nghiêng này, Ki-ung Se-ok thực sự rất đẹp trai, đẹp đến nỗi làm Mi-Jay nhìn ngây ngốc luôn. Bất ngờ Ki-ung Se-ok nhìn sang và phát hiện cô,
làm Mi-jae phản ứng không được tự nhiên. Cô hỏi anh muốn xem phim nào, mà Ki-ung Se-ok thì đã quyết định và mua vé rồi, đi trước đưa cô đến quầy mua bỏng nước. Lúc nhân viên nói một combo hết 85.000 won cả hai cùng rút ví, và nhân viên lấy tiền trong ví của Ki-ung Se-ok. Mi-jae thì thắc mắc sao Ki-ung Se-ok lại đưa tiền vậy, nhưng rồi sau đó Mi-jae cũng cưa đôi tiền rồi đưa trả Ki-ung Se-ok. Ki-ung Se-ok bảo không cần nhưng Mi-jae lại không hiểu cho ý của anh. Cô còn bảo bạn bè thường phải chia sòng phẳng chứ điều này làm Ki-ung Se-ok có chút buồn. Anh rõ ràng muốn mời cô mà bộ phim mà. Bộ phim Ki-ung Se-ok chọn vậy mà lại là bộ phim thanh xuân vườn trường. Trong lúc xem phim Mi-jae vậy mà cứ nhìn Ki-ung Se-ok chằm chằm. Cũng phải thôi, cảnh anh chống cằm chăm chú xem phim trông đẹp trai thế mà. Mất một lúc thất thần Mi-jae mới hoàn hồn. Khi Ki-ung Se-ok hỏi Mi-jae không ăn bỏng hả, não cô lập tức nảy số. Cô tưởng tượng ra viễn cảnh hai người vô tình chạm tay nhau rồi Ki-ung Se-ok đút bỏng cho cô ăn, trông vô cùng tình cảm. Vậy mà hiện thực thường tàn khốc. Mi-jae mới thấy mình hơi lố, cô còn nghĩ ra cách tránh tai nạn tiếp xúc bằng cách dùng ống hút làm đũa gắp. Điều này đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của Ki-ung Se-ok. Sau đó Ki-ung Se-ok đưa Mi-jae đi ăn. Trong lúc Mi-jae chọn món thì Ki-ung Se-ok chỉ để ý đến giá cả món ăn. Trong đầu anh là một bản tính toán hiện tại còn 37.000 won. Chả may thay Mi-jae lại chọn món có giá 11.000 won. Vậy là nỗi lo của Ki-ung Se-ok đã được giải quyết. Chọn đồ uống rẻ cũng giúp thiệt hại bữa ăn giảm đi còn 30.000 won. Sau khi ăn xong, lúc thanh toán Mi-jae vẫn muốn chia tiền. Nhưng Ki-ung Se-ok hỏi sao cậu không chia tiền lúc ăn thịt của tiền bối U-ung. Lúc đó không trả mà sao bây giờ cứ đòi trả. Mi-jae có hơi bất ngờ nhưng hai chuyện đâu có giống nhau, lúc đó là do thầy trợ giảng mời. Còn Ki-ung Se-ok thì không thấy vậy. Anh bảo tôi là người đề nghị đi xem phim rồi ăn tối. Mà không ngờ trời lại mưa, Ki-ung Se-ok chỉ còn 7.000 won. Thế là cả hai mua một chiếc ô rồi cùng nhau ra trạm buýt chiếc ô bé tẹo. Nên để cả hai không bị ướt, Mi-jae đành đi sát gần Ki-ung Se-ok. Cuối cùng cả hai đi bộ cùng nhau về tận nhà Mi-jae. Mi-jae cảm thấy mình không thể xem Ki-ung Se-ok là bạn nam bình thường được rồi. Rõ ràng sự tấn công dịu dàng của Ki-ung Se-ok đã dần cưa cẩm được Mi-jae. Hôm sau Mi-jae thấy Ki-ung Se-ok đang ngồi ở ghế đá. Cô lập tức quay đi và tự nhủ phải giữ khoảng cách với Ki-ung Se-ok. Lúc này Su-a lại gần Ki-ung Se-ok hỏi anh bộ phim hôm qua xem có vui không. Thấy anh không để tâm đến mình, Su-a vô duyên ngồi xuống bên cạnh. Lập tức Ki-ung Se-ok đứng bật dậy nói có việc rồi đi luôn, bỏ lại Su-a ngồi ngơ ngác. Vì tìm thấy bài đăng thầy trợ giảng đang tìm bạn cùng phòng, Ki-ung Se-ok đến tìm và muốn chuyển vào ở cùng. Mà Ki-ung Se-ok cũng đủ mặt dày, anh không có tiền nên bảo cái TV lúc trước coi như tiền thuê tháng đầu. Đoán ngay Ki-ung Se-ok bỏ nhà đi, mà khi thầy trợ giảng nói anh cứ khăng khăng mình ra ở riêng. Cuối cùng thầy trợ giảng đồng ý cho Ki-ung Se-ok ở với giá rẻ, với điều kiện anh phải làm hết việc nhà. Hôm sau Ki-ung Se-ok chuyển vào cùng nhà với thầy trợ giảng. Từ trên tầng Ki-ung Se-ok thấy thầy trợ giảng nói cười vui vẻ với bố mẹ Mi-jae. Một lúc sau thầy trợ giảng lên, hai người phân chia và thỏa thuận về việc sống chung với nhau. Mi-jae cũng mang cho thầy trợ giảng đồ ăn mẹ cô nấu gửi qua, đặc biệt dặn dò mang sang cho thầy trợ giảng. Ở đây cô bắt gặp Ki-ung Se-ok và cũng biết anh đã chuyển ra ngoài ở, nên mới đến làm bạn cùng phòng với thầy trợ giảng. Tối đó Ki-ung Se-ok đi đổ rác thì gặp Mi-jae cũng ở đây. Vì Mi-jae đứng chắn trước thùng rác nên Ki-ung Se-ok cố tình với tay qua người cô để vứt. Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là anh cố ý đụng chạm mà. Sau đó Mi-jae bảo Ki-ung Se-ok đợi cô vứt xong rồi anh hãng đổ. Thế là Ki-ung Se-ok sang phân loại vỏ lon trước, ai ngờ cô đạp trượt cái lon nên suýt ngã. Ngã cũng khéo va ngay vào người Ki-ung Se-ok. Bốn mắt chạm nhau, Mi-jae ngượng ngùng bảo không sao rồi định đi. Thấy cô tập tễnh, Ki-ung Se-ok còn chu đáo xem chân cô có sao không. Đến lúc Mi-jae rời đi, Ki-ung Se-ok còn nói hẹn gặp lại sau. Hành động ân cần của Ki-ung Se-ok làm tối đó Mi-jae trằn trọc đến mất ngủ. Từ hôm nay Ki-ung Se-ok bắt đầu phải thích nghi với cuộc sống tự lập. Đang thở dài vì thứ gì cũng đắt đỏ, Ki-ung Se-ok vô tình thấy đồng 100 rơi dưới đất. 100 này sẽ giúp được anh mấy bữa đây. Mà chưa kịp nhặt thì nghe tiếng Hyun Jung gọi. Ki-ung Se-ok chỉ có thể nói dối là mình đứng đây đợi họ, anh không thể để Mi-jae thấy mình nhặt tiền ngoài đường được. Ki-ung Se-ok đành nhịn đói, mà trời không triệt đường sống của ai bao giờ. Ki-ung Se-ok đang cố gắng ngủ để quên cơn đói thì thầy trợ giảng gọi đến. Thầy mời anh một bữa miễn phí, có ăn thì tội gì không đến. Ki-ung Se-ok lập tức đứng dậy đến căng tin. Đến tiết học, Ki-ung Se-ok đang chăm chú nghe giảng bài thì Su-a đến. Cô ả tự nhiên bắt chuyện với Ki-ung Se-ok như thân quen lắm, còn nhờ Ki-ung Se-ok chỉ cách giải bài. Đúng lúc này Mi-jae cũng vào lớp và bắt gặp cảnh Ki-ung Se-ok ngồi cùng Su-a. Điều này làm Mi-jae có chút buồn. Cô thất thần đứng nhìn đến khi Ki-ung Se-ok quay lại gọi. Ki-ung Se-ok còn dọn chỗ cho Mi-jae ngồi cạnh anh. Bạn học còn trêu đùa rằng Ki-ung Se-ok và Su-a rất hợp nhau như hai người sống trong thế giới song song và bảo họ hẹn hò. Su-a đúng là thứ trà xanh, ả muốn như vậy lắm mà còn làm bộ giả vờ. Mà Ki-ung Se-ok chỉ để ý quay sang nhìn Mi-jae. Lúc về, Mi-jae đang đứng vất vưởng dưới cầu thang. Cô buột miệng gọi tên Ki-ung Se-ok, bất ngờ anh xuất hiện làm cô giật cả mình. Ki-ung Se-ok tưởng Mi-jae đợi anh nhưng cô lại bảo đang đợi gặp một người. Ki-ung Se-ok hỏi có phải thầy trợ giảng U-ung không, Mi-jae không trả lời. Anh tiếp tục hỏi có phải cô thích anh ta không, làm Mi-jae bối rối. Khi không tự dưng bị hỏi như thế, ai mà không hoang mang cho được.
Đúng lúc giám đốc đi đến, lúc này Kyung Seok mới biết Mi Jae đợi mẹ mình chứ không phải Woo-ung. Sau đó ba người đi ăn, vì bị bỏ đói lâu, Kyung Seok ăn như hổ đói làm cả giám đốc và Mi Jae chỉ biết đứng hình ngồi nhìn. Thậm chí Kyung Seok còn muốn gọi cả Woo-jin bạn thân của anh đến. Ăn uống xong vừa ra cửa thì bọn họ bắt gặp Woo-ung cũng về qua. Vậy là cả bốn đến nhà Woo-ung làm tăng hai. Nhìn nụ cười của giám đốc, Mi Jae nghĩ bà là người vui nhất hôm nay, bởi cuối cùng bà cũng có thể trở lại bình thường với Kyung Seok. Mà nhìn Kyung Seok cũng vui vẻ không kém. Suy nghĩ một hồi, Mi Jae sai ngất ngây luôn. Cả Kyung Seok và Woo-ung đều tranh cõng Mi Jae về. Và giám đốc chọn đặt Mi Jae lên vai Kyung Seok. Đây là lần đầu tiên Kyung Seok được đặt chân vào phòng Mi Jae. Hôm sau Kyung Seok cố tình đợi Mi Jae đi học cùng. Anh còn chu đáo chuẩn bị thuốc giải rượu cho Mi Jae nữa. Cô nói không cần đâu. Nhưng Kyung Seok bảo không phải giới hạn của cậu là 3 ly sao. Rồi Kyung Seok bóc thuốc để vào tay Mi Jae. Sau đó hai người bắt bus đi học. Trên xe Mi Jae gặp lại cậu bé đã theo cậu lúc trước. Vì thấy Mi Jae thân thiết với cậu bé kia còn nhớ tên nhau. Kyung Seok ghen tị rồi bắt cậu nhóc kia cũng phải nhớ cả tên mình. Khi cậu bé hỏi anh là ai, Kyung Seok liền nói mình chính là bạn trai của Mi Jae. Mi Jae nói sao cậu lại nói dối thằng bé, thì anh rất thản nhiên. Không là bạn trai, chẳng lẽ tôi là bạn gái của cậu? Trên lớp trong giờ hóa học, Mi Jae không ngừng nghĩ về những lần Kyung Seok cố tình quan tâm mình. Điều này khiến cô không khỏi nghi ngờ là Kyung Seok đang có tình cảm với mình. Kyung Seok dùng ánh mắt trìu mến nhìn Mi Jae. Sau tiết học mọi người làm bản báo cáo mà Sua làm mất. Trong lúc mọi người tìm kiếm thì với trí nhớ thiên tài của mình, Kyung Seok đã viết lại một bản khác trước con mắt trầm trồ của đám người xung quanh. Khi Kyung Seok đứng lên đi nộp báo cáo, Sua cố tình đòi đi theo. Mi Jae thấy vậy bỗng trong lòng cô có chút ghen tị. Sua đúng là trà xanh chính hiệu, đi đâu cũng bám theo Kyung Seok. Đến cả khi Kyung Seok đi ăn cũng muốn ngồi cùng bàn, cô ta còn tỏ ra đồng cảm như mình và Kyung Seok cùng hoàn cảnh. Vậy chỉ tiếc là Kyung Seok thì không thấy vậy. Lúc này Mi Jae cũng đang đi ăn cùng Woo-ung. Anh hỏi cô không hẹn hò với ai sao? Mà Mi Jae thì không để ý đến chuyện đấy lắm. Cô còn bảo mặt mình đã sửa rất nhiều chỗ. Trái ngược với suy nghĩ của Mi Jae, Woo-ung cũng không để tâm cô đã đi thẩm mỹ. Anh còn bảo em đi sửa để xinh đẹp hơn, bây giờ đẹp rồi không phải rất tốt sao? Câu nói này đã chạm được đến trái tim Mi Jae. Trước giờ cô không nghĩ như vậy và luôn nghĩ mọi người sẽ kỳ thị người thẩm mỹ. Sau bữa trưa, Kyung Seok bắt gặp Mi Jae đi về cùng Woo-ung làm anh có chút ghen. Được thêm cái là trà xanh Sua còn ở bên cạnh. Rõ ràng đã biết mà còn cố tình hỏi để Mi Jae tự mình nói ra là cô dùng bữa cùng Woo-ung. Nghe Mi Jae bảo thân với Woo-ung vì họ sống cùng khu phố, Kyung Seok ghen tị chết đi được. Anh đòi lúc về đi cùng Mi Jae. Sau đó Kyung Seok và Mi Jae đi phỏng vấn và được nhận việc làm thêm cho một công ty nội thất với công việc là tiếp thị. Hôm sau khi vừa nghe tin Kyung Seok và Mi Jae làm cùng chỗ, Woo-ung tỏ ra lo lắng và cố tình bảo Kyung Seok về sớm để dọn nhà, tránh để anh tiếp xúc nhiều với Mi Jae. Đúng lúc giám đốc mang đồ ăn đến mới giải cứu được Kyung Seok khỏi phải dọn dẹp nhà cửa. Ở chỗ làm, em gái Kyung Seok đến và cả ba ăn trưa cùng nhau. Nhìn Kyung Seok ân cần cắt thịt cho em gái, Mi Jae bất giác mỉm cười. Cô thấy Kyung Seok rất cưng chiều cô em gái này đấy chứ. Khi Mi Jae nói ra suy nghĩ của mình, Kyung Seok thản nhiên bảo cô, vậy thì cậu có thể gọi tôi là Oppa, cái này là quá thẳng thắn luôn rồi. Kyung Seok làm Mi Jae chỉ biết ngượng ngùng. Sau khi hết giờ làm, Kyung Seok và Mi Jae đi siêu thị mua đồ. Kyung Seok cũng rủ Mi Jae về nhà mình ăn tối với lý do mời cô một bữa vì đã tìm việc giúp anh. Mi Jae định dùng Hyun Jung để từ chối mà Kyung Seok lại bảo gọi cả Hyun Jung đến đi. Lần này kỹ thuật cắt thịt của Kyung Seok đã được nâng cấp. Anh đã thành thạo hơn lần trước nhiều rồi. Nhưng thứ Kyung Seok quan tâm là Mi Jae, vậy mà lại đồng tình khen Woo-ung kỹ thuật nấu nướng rất tốt. Vốn tính nhỏ nhen, Kyung Seok lôi luôn chuyện tử lượng của Woo-ung là 2 ly rượu ra để nói. Cả hai cãi qua cãi lại một hồi, Hyun Jung đề nghị dùng vật tay để quyết định đi. Kyung Seok và Woo-ung gần như ngang tài ngang sức, cả hai giằng co qua lại một hồi, cuối cùng Kyung Seok kiệt sức và để thua Woo-ung. Dù Mi Jae an ủi nhưng sao mà Kyung Seok thấy vui được. Nói thẳng ra là anh dỗi luôn rồi. Mi Jae lúc ra về chào mà anh còn không thèm trả lời lại, Sua bỗng dưng gọi đến cho Mi Jae nói rằng cô ta buồn chán và muốn hẹn Mi Jae thứ hai gặp mặt nói chuyện, đây rõ ràng là trà xanh ấy không có ý gì tốt mà. Sáng thứ hai, Mi Jae đến trường đã nhận được tin nhắn của Sua hỏi rằng cô đang ở đâu. Cô ta hỏi han về công việc và đòi được đi làm chung. Sau đó ta còn nói mình thích Kyung Seok và bảo Mi Jae hãy giúp mình. Ta cố tình bảo rằng Mi Jae không giúp là vì cô thích Kyung Seok. Mi Jae chỉ nghĩ chẳng lẽ mình không được thích Kyung Seok sao? Trà xanh Sua còn cố tình gây áp lực lên Mi Jae. Con nói rằng người phẫu thuật thẩm mỹ như Mi Jae làm ảnh hưởng đến những người mang vẻ đẹp tự nhiên như mình. Mi Jae cũng không phải người dễ bắt nạt, càng không vì một hai câu nói của trà xanh này mà lung lay. Cô cũng nói thẳng cậu đã ghét tôi ngay từ đầu nhỉ, phải không? Mà Sua vẫn giở được bộ mặt bạch liên hoa ra nói rằng Mi Jae đừng hiểu lầm. Nếu điều đó làm cậu thấy phiền thì tớ sẽ không nói nữa. Những lời cô ta nói nghe thì như đang an ủi nhưng rõ ràng là vẫn công kích chuyện Mi Jae đã thẩm mỹ. Dù không muốn để tâm nhưng ngày hôm đấy Mi Jae vẫn không ngăn được mình suy nghĩ về việc Sua nói.
Mirei cảm thấy mình không hợp với Kyung Seok, đẹp trai tài giỏi mà xinh đẹp như Sua sẽ hợp hơn. Cả ngày hôm đấy Mirei cũng không gặp Kyung Seok nên tâm trạng cô càng kém hơn. Mà Kyung Seok không đến trường là vì anh đi giải quyết việc em gái bỏ nhà đi. Kyung Seok cũng giúp em gái và mẹ làm hòa với nhau, sau đó anh đến quán anh bạn uống vài ly thì nhận được tin nhắn trong nhóm. Mọi người rủ nhau đi phỏng bóng chày chơi. Trong lúc Kyung Seok đi hết quán này đến quán nọ để tìm thì Mirei lại đang chơi rất vui vẻ. Khi Kyung Seok đến nơi thấy Mirei không ngừng hò hét cổ vũ Uung. Kyung Seok cũng không thể để thua kém, anh thể hiện mình cũng là một tay bóng chày chuyên nghiệp. Khi ra về thanh toán, Uung và Mirei cứ đưa đẩy qua lại đòi trả tiền. Điều này làm Kyung Seok rất khó chịu, nhưng nhìn lại mình không có tiền, Kyung Seok chỉ đành ngậm ngùi im lặng phía sau. Đi chơi về nhưng mặt Mirei cứ buồn rười rượi. Mirei cũng không thể nói ra lý do thực sự nên đành nói dối. Cô lấy lý do là vì bị chơi thua trò chơi nên có chút không vui. Hôm sau trong lúc đi làm, Mirei vẫn không nói câu nào với Kyung Seok. Thấy vậy Kyung Seok trực tiếp hỏi tại sao cậu lại giận. Mà Mirei thì sao dám tức giận, cô chỉ gượng cười cho qua chuyện. Đúng lúc này một đồng nghiệp nam đưa Sua qua chào hỏi. Cô ta còn chơi chẽn nói rằng là do Mirei giới thiệu cô ta đến đây. Nhìn thái độ của Mirei với Sua, Kyung Seok tinh ý đoán ra ngay chắc chắn Sua trà xanh kia đã nói gì đó với Mirei. Mà anh có hỏi gì Mirei cũng nói không. À, trà xanh còn chơi chẽn đến nỗi nhắn cho Mirei bảo cô lát nữa cậu có thể để tớ ăn riêng với Kyung Seok được không? Kể cũng thật trùng hợp. Đến giờ ăn trưa thì lại đông khách, tên đồng nghiệp kia được gọi tăng ca buổi trưa. Quản lý cũng cần một tình nguyện nữa. Lúc này Sua cố tình nhìn Mirei làm Mirei không muốn cũng phải nhận lời. Vậy là trà xanh đã thành công đi ăn riêng với Kyung Seok. Mà Kyung Seok thì biết thừa ta không có ý tốt khi cứ liên tục đeo bám anh và Mirei. Kyung Seok cũng đã khẳng định mình không hề có thiện cảm gì với cô cả. Lúc này cô ta định ra chiếu lặt mềm buộc chặt. Cô ta tỏ ra rằng mình chỉ muốn làm bạn với Kyung Seok. Nói sẽ không đến làm phiền nữa nếu Kyung Seok không thích. Chỉ chờ có thế Kyung Seok đứng bật dậy bỏ đi luôn. Trong nhà vệ sinh, tên đồng nghiệp khiếm nhã nói về việc Mirei phẫu thuật thẩm mỹ. Hắn ta còn trêu đùa liệu ngực cô có phải là giả. Đến đây Kyung Seok không còn nghe được nữa. Anh lao lên đấm cho hắn một phát ngã nhào rồi bỏ đi. Ai ngờ tên này không biết điều còn đuổi theo Kyung Seok. Kyung Seok cũng nhìn thấy Mirei đang đứng ngoài cửa. Anh biết chắc cô đã nghe được những lời hỏi nãy, Kyung Seok càng tức giận hơn. Anh lôi tên kia vào nhà vệ sinh tẩn cho hắn một trận mặc kệ Mirei đã can ngăn, sau đó cả ba bị đưa lên đồn công an. Tên đồng nghiệp kia còn không biết hối cải, hắn bắt Kyung Seok phải xin lỗi hắn. Mà Kyung Seok cũng xin lỗi thật, nhưng là xin lỗi vì không giết hắn luôn để giờ hắn khỏi mở miệng nói chuyện. Nghe vậy tên kia định gây thêm trận nữa với Kyung Seok. Mà Mirei hết chịu nổi, cô bắt tên đồng nghiệp phải xin lỗi mình trước. Mà cái mặt tên kia vẫn cưng cưng lên làm ra vẻ mình vô tội xin lỗi theo kiểu chống đối. Hắn còn bắt Kyung Seok phải quỳ xuống dập đầu với hắn, hắn mới tha cho. Mirei người khôn không nói chuyện với kẻ ngu đần. Cô trực tiếp rút điện thoại gọi cho quản lý để có thể kiện tụng tên kia tội phỉ báng. Mà quản lý cũng rất biết hợp tác, tên kia thấy vậy vội xuống nước. Đúng lúc giám đốc đến, bà đã nghe được con mẹ Sua mách về chuyện này. Bà vì lo lắng cho Kyung Seok và Mirei đã nhanh chóng chạy đến đây. Trên đường về giám đốc quan tâm hỏi Mirei chắc là đau lòng lắm, cháu không sao chứ? Chắc cháu cũng ngạc nhiên lắm. Chính sự ấm áp này đã khiến Mirei bật khóc. Cô cứ nghĩ mình ổn nếu nghĩ bản thân ổn, mà có vẻ lời nói từ những người khác quả nhiên là con dao sắc nhọn. Giám đốc bước đến an ủi, hôm nay cháu không làm gì sai cả. Người như cậu ta mới là người sai vì có những suy nghĩ như vậy. Cả Kyung Seok và giám đốc đều rất lo lắng cho Mirei, thế là ba người họ quyết định đi ăn xong mới về nhà. Ăn xong tâm trạng Mirei cũng khá lên đôi chút. Khi trở về Mirei cảm ơn Kyung Seok nhưng cũng không quên dặn dò cậu lần sau không cần đánh người khác vì mình như thế nữa. Mà Kyung Seok thì cảm thấy giận chính bản thân mình vì điều anh làm chỉ có thể là đánh người khác, vì chúng dám bàn tán về Mirei. Những lời nói này làm cho Mirei có chút dao động. Kyung Seok còn nói rằng nếu sau này còn có những chuyện như vậy nữa tớ sẽ can thiệp mà không dùng bạo lực được chứ. Chính sự dịu dàng ấm áp ấy của Kyung Seok càng khiến Mirei rung động. Nếu cậu còn nói như vậy nữa tớ sẽ hiểu lầm mất. Kyung Seok rất muốn biết cô hiểu lầm chuyện gì mà Mirei lại thôi không nói ra. Cô định quay về thì Kyung Seok mất kiên nhẫn trực tiếp nắm lấy tay Mirei hỏi liệu cậu có thích tôi không. Vậy mà Mirei không chịu hiểu cho lời Kyung Seok. Cô vậy mà lại bảo chỉ xem anh là bạn. Cả hai cứ thế mà vụt mất cơ hội thổ lộ tấm lòng mình với nhau. Hôm sau Mirei đang thẫn thờ đi dạo lại nghĩ có phải thất tình thì nên đi cắt tóc không nhỉ. Bỗng cô đâm sầm vào Kyung Seok đi đến. Cô nhìn lên thì thấy đầu tóc Kyung Seok khang khác, hóa ra là anh đi nhuộm tóc. Nói chuyện với Kyung Seok gượng gạo quá nên Mirei vội tìm lý do rời đi luôn. Mấy ngày liền Kyung Seok và Mirei không nói chuyện gì với nhau. Mirei cũng chỉ dám nhìn Kyung Seok từ xa, mà việc Mirei cứ tránh mặt cũng làm Kyung Seok thấy khó chịu. Anh khó chịu với tất cả mọi người xung quanh. Thấy vậy giám đốc liền mời Mirei một bữa đi ăn, tiện thể hỏi xem dạo này Kyung Seok làm sao mà cả ngày mặt mày cứ cau có. Mà Mirei cũng không biết được, chỉ biết Kyung Seok nhuộm tóc đen thành xanh. Mà nhìn mặt Mirei, giám đốc thấy có vẻ cô mới là người có tâm sự, trông cô có vẻ lo lắng. Mirei tâm sự với giám đốc hơi thắc mắc. Cháu thích nó, hình như nó cũng thích cháu. Vậy sao cháu phải từ bỏ?
Mi-jay cảm thấy Kyung Seok vượt ngoài tầm với của cô, anh là người hoàn hảo như vậy mà. Còn có một bạn nữ rất xinh theo đuổi Kyung Seok chính là Trà Xanh Sua đây. Mà Mi-jay sợ nhất là nếu Kyung Seok hẹn hò cùng người đã sửa mặt như mình, mọi người xung quanh sẽ bàn tán không hay về anh giám đốc không phải người trong cuộc nên không thể làm gì. Bà chỉ có thể cho lời khuyên rằng Mi-jay hãy lựa chọn đúng đắn để sau này không phải hối hận. Hôm đấy mọi người cũng bắt đầu đăng ký tham gia chuyến thực nghiệm. Tại công ty giám đốc và Sua vì muốn tiếp cận giám đốc nên đã đến đăng ký tham gia. Một lúc sau Kyung Seok cũng đăng ký. Hôm sau mọi người tham gia buổi thực nghiệm. Mi-jay với niềm đam mê và kiến thức về nước hoa của mình đã dễ dàng đoán đúng hết những mùi hương ấy. Sau đó mọi người đi ăn vừa tám chuyện. Bạn thân Sua bỗng quan tâm đến mẫu con trai Mi-jay thích, mà Mi-jay thì không để ý rồi. Nhưng Kyung Seok có vẻ cũng rất muốn biết chuyện này. Cô bạn kia bèn đưa ra gợi ý. Cậu thích anh chàng đối xử lạnh lùng với cậu hay là anh chàng ấm áp? Mà Mi-jay nghe không hiểu nên cô chỉ thích người bình thường thôi. Nghe đến đây không hiểu sao khóe Kyung Seok lại nở nụ cười. Tiếp sau đó cậu đứng dậy đi về trước. Kyung Seok đang thẫn thờ suy nghĩ thì trời đổ mưa. Anh vào siêu thị mua lấy một chiếc ô rồi chợt nhớ lại lúc trước. Kyung Seok bèn lấy thêm một chiếc ô nữa quay lại cho Mi-jay. Đúng lúc gặp Sua ngoài cửa. À, Trà Xanh làm vẻ tự nhiên thân thiết đấy là cho Mi-jay à, chắc không phải của tôi đâu nhỉ. Mà Kyung Seok thì ghét cái bản mặt giả nai này của cô ta từ lâu lắm rồi. Vậy mà bất ngờ Trà Xanh lao lên ôm lấy Kyung Seok, hóa ra à ta đã nhìn thấy Mi-jay đang đi ra. Mi-jay nhìn thấy Kyung Seok ôm ấp người con gái khác, cô đau lòng bỏ đi mặc kệ trời còn đang mưa. Cô ta nắm lấy ta Kyung Seok hỏi cậu không có cảm giác gì sao? Đương nhiên là Kyung Seok cảm thấy chán ghét cô ta rồi. Mi-jay lúc này thấy ngực mình thật là đau. Cô cảm thấy đau lòng vì nhìn Kyung Seok ôm người khác. Đúng lúc này từ đằng sau Kyung Seok che ô lên cho Mi-jay. Nhìn Mi-jay đau lòng vậy Kyung Seok không đành lòng. Anh cũng đã nói rồi tôi không có cảm tình với cậu ta, mà nhìn Kyung Seok che ô cho mình mà bị ướt, Mi-jay đẩy ô sang cho anh. Nhân cơ hội Kyung Seok nắm lấy tay Mi-jay. Cậu thật sự không biết nên mới nói thế à? Chuyện tôi thích cậu, chúng ta hẹn hò đi lần này đừng né tránh tôi trả lời đi. Dù Kyung Seok đã bày tỏ lòng mình, nhưng Mi-jay vẫn lưỡng lự. Cô cho rằng mình không xứng với Kyung Seok. Mà với cô Kyung Seok là một người bạn không được phép vượt quá mức bạn bè. Mi-jay cũng rất để ý người khác nghĩ như thế nào. Suốt quãng thời gian cấp 2 cô bị miệt thị vì xấu xí, và bây giờ thì lại bị xì sầm là mỹ nhân Gangnam. Điều đó đối với Mi-jay là quá đủ rồi. Cô không muốn Kyung Seok vì mình mà cũng nhận những lời nói nhẫn tâm ấy. Nhưng Kyung Seok lại cảm thấy tức giận, anh chỉ muốn biết Mi-jay nghĩ gì về mình chứ không quan tâm ý người khác là như thế nào. Nói như vậy vậy ra ngay từ đầu Kyung Seok đã không có cơ hội rồi. Nhận được lời xác nhận từ Mi-jay, Kyung Seok thất vọng quay đi. Mà anh đâu biết rằng ở đằng này Mi-jay cũng đang đau lòng đến nỗi khóc nấc lên. Hôm sau Mi-jay gặp Kyung Seok ở trường, cả hai đều khó mở lời với nhau. Mãi sau Kyung Seok cảm thấy nên nói rõ với Mi-jay, anh cho rằng nếu mình làm Mi-jay khó xử thì phải nên dừng lại trước, mà để làm bạn như trước là điều không thể. Có điều anh vẫn sẽ đợi câu trả lời của Mi-jay. Tối đó Mi-jay và U-ung đi xem phim cùng nhau. Lúc hai người đi ăn, U-ung cũng đã thổ lộ anh thích em. Khi Mi-jay hỏi sao lại thích thì U-ung nói thích vì cô xinh đẹp. Lời này là Mi-jay khá bất ngờ, cô không nghĩ tiền bối mình tôn trọng lại có thể thích một người chỉ vì người ấy xinh đẹp. Nhưng ý của U-ung không phải vậy. Mi-jay xinh đẹp là một phần, nhưng tình cảm anh dành cho Mi-jay ngày một lớn là vì tính cách và con người cô. Dù U-ung bỏ Mi-jay cứ suy nghĩ về chuyện mình nói đi, nhưng chỉ mới đi được vài bước Mi-jay đã nghĩ kỹ. Cô xin lỗi U-ung, đến tận lúc này Mi-jay vẫn cảm thấy mình không có tư cách để từ chối. Không phải con người không đáng được yêu thương hay không được phép thích người khác, không ai có quyền cười nhạo em. Khi em thích một người em không thể kiểm soát được cảm xúc của họ. U-ung cũng biết Mi-jay và Kyung Seok thích nhau từ lâu rồi, chỉ là anh vẫn muốn có cơ hội bày tỏ với cô. U-ung còn thật lòng chúc hai người may mắn với nhau. Chỉ là không ngờ cảnh U-ung an ủi Mi-jay đang khóc lại đúng lúc lọt vào tầm mắt Kyung Seok. Kyung Seok lại một lần nữa hiểu lầm. Anh cũng biết đau lòng chứ. Hóa ra Mi-jay từ chối anh là vì tiền bối U-ung đây thất tình nên Kyung Seok đã uống rất nhiều rượu, nhiều đến nỗi mà hôm sau người anh vẫn ám đầy mùi rượu, trong Kyung Seok còn mệt mỏi vô cùng. Anh đến phòng y tế nghỉ ngơi, mà Trà Xanh Sua cứ tỏ ra quan tâm nhưng không dám đi thăm Kyung Seok. Để mọi người bàn tán rồi nói như thể cô ta và Kyung Seok đang là một cặp đôi hẹn hò vậy. Sua cũng thật trơ trẽn khi cô ta lại đi kích đều Mi-jay, nói rằng sợ bị bàn tán vì không xứng với Kyung Seok khi hai người là một cặp. Trong khi chính cô ta cũng biết Kyung Seok không thích mình. Hơn nữa Sua tỏ ra áy náy vì để Mi-jay thấy mình và Kyung Seok ôm nhau hôm trước. Nhưng cả Mi-jay cũng đã biết mọi chuyện không phải như thế. Rõ ràng đây là Sua nói dối trắng trợn. Nghe được tin Sua dám nói với mọi người cô ta thích mình, Kyung Seok tỏ vẻ tức giận ra mặt. Anh đến gặp Sua nói rằng mình chưa từng ghét ai đến thế. Nhìn bộ mặt giả vờ vô tội của Sua, Kyung Seok cảm thấy cô ta thật đáng thương thật đó. Ý tôi là con người cậu đáng thương đấy, nếu tôi hẹn hò với người khác vậy nó sẽ hủy hoại danh tiếng nữ thần của cậu sao? Bị Kyung Seok nói trúng tim đen, Sua không thể cãi được nữa. Nhưng nghe Kyung Seok định công khai người mình thích là Mi-jay, Trà Xanh lại định lấy việc dư luận sẽ bàn tán những lời không hay gây tổn thương cho Mi-jay.
Lúc này Mi-jae cũng phát hiện ra thực sự Sua không hề thích Kyung Seok thực lòng. Cô chạy đến gọi Kyung Seok đi bảo rằng mình có chuyện cần nói với anh. Trước khi rời đi, Mi-jae cũng cần nói chuyện với Sua. Mi-jae cảnh cáo Sua đừng có mà can thiệp vào cuộc sống của Kyung Seok. Sua vẫn giả vờ mình không hiểu gì. Đến đây thì để Mi-jae nói thẳng ra. Mọi người đều công nhận Kyung Seok là một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Nếu cậu ấy hẹn hò với người khác thì vị trí của cậu sẽ bị đẩy lùi xuống. Thế nên cậu mới đang muốn chắc rằng cậu ấy không thể hẹn hò với bất cứ ai nếu không hẹn hò với cậu. Thật không ngờ Mi-jae và Kyung Seok lại cùng nhận ra ý đồ thực sự của Sua. Giờ đây mưu tính trong lòng Sua, Mi-jae đều nắm trong lòng bàn tay. Cô còn giải thích được hết những việc xấu Sua đã làm nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Bây giờ Sua không thể chối cãi. Cô ta chủ động ngay thừa nhận. Khi Mi-jae đi ra, Kyung Seok vẫn đang đứng đây đợi cô. Anh hỏi việc quan trọng cô muốn nói là gì, mà Mi-jae quên bén mất. Lúc đó cô chỉ nói vậy để kéo Kyung Seok đi. Giờ phải nghĩ ra một cái lý do. Mi-jae bèn hỏi Kyung Seok đã tỉnh rượu chưa. Câu hỏi làm Kyung Seok có chút thất vọng. Anh tưởng chuyện quan trọng của Mi-jae phải lớn lắm chứ. Nhưng Mi-jae lại bảo vì lo lắng cho Kyung Seok mà chỉ cần vậy thôi. Kyung Seok đã thấy vui vẻ ngay, anh còn chủ động rủ Mi-jae đi ăn. Mà Kyung Seok vẫn chưa chịu tha cho Mi-jae. Anh hỏi bằng được tại sao cô lại phải chen vào khi anh đang nói chuyện với Sua. Cậu lo lắng có chuyện gì xảy ra giữa và tôi sao? Đây cũng không hẳn là lý do Mi-jae vội vàng đến đó. Thực ra tôi tới đó vì không muốn ai quấy rối cậu cả. Tôi không muốn cậu ta làm người tôi thích tức giận. Tối đó vì thất tình nên Uung đi uống rất nhiều đến nỗi say bất tỉnh nhân sự. Phải để Kyung Seok hầu hạ luôn cả việc đánh răng. Trong lúc say, Uung cũng nói ra mình đã bị Mi-jae từ chối. Việc này làm anh như mở cờ trong bụng. Kyung Seok lập tức nhấc điện thoại gọi cho Mi-jae. Mi-jae cứ ngỡ việc gì quan trọng nên chạy vội ra. Ai ngờ chỉ là Kyung Seok muốn chắc chắn chính Mi-jae nói ra cô đã từ chối tiền bối Uung. Mà Mi-jae cũng nói với Kyung Seok lý do mình từ chối Uung. Tôi thích một người, tôi thích cậu. Việc quan trọng nhắc lại 3 lần. Lời này làm Kyung Seok rất vui. Cuối cùng anh cũng chờ được đến ngày Mi-jae mở lòng ra với mình. Vậy là hai người họ cuối cùng cũng xác định quan hệ yêu đương. Kyung Seok cuối cùng cũng tán đổ Crash. Ai ngờ Crash cũng thích mình mới vui chứ. Nói ra việc này là Mi-jae có chút bối rối cùng căng thẳng. Trên đường về lên nhà, Kyung Seok đã được Mi-jae cho phép nắm tay trước. Khi chào tạm biệt, Kyung Seok còn có chút không lỡ buông tay Mi-jae. Hôm sau ở chỗ thực nghiệm trà xanh thấy Kyung Seok, cô ta cố gắng kéo gần khoảng cách với Kyung Seok, mặc dù Kyung Seok đã nói rất rõ từ trước rồi. Vậy mà Sua còn cố hỏi để bắt Kyung Seok nói mình có đang hẹn hò với Mi-jae. Lúc này Mi-jae đến và giải vây cho Kyung Seok. Cô trả lời giúp Kyung Seok. Đúng vậy, chúng tôi đang hẹn hò. Dù Mi-jae là người nói phải giữ bí mật nhưng lại chính mình lại nói ra trước, làm Kyung Seok rất bất ngờ. Anh cũng rất vui vì cô là người chủ động nói ra trước. Trong giờ thực nghiệm, Kyung Seok cứ nhắn tin làm Mi-jae mất tập trung. Cô còn bị bắt gặp 2 lần, cũng may Mi-jae suy nghĩ nhanh ra lý do để trả lời. Sau đó Mi-jae và Kyung Seok đi ăn cùng nhau. Trước khi đến điểm hẹn, Mi-jae còn tranh thủ đi mua một lọ nước hoa tặng Kyung Seok, lại còn khắc tên viết tắt của Kyung Seok kèm hình trái tim đằng sau nữa chứ. Đúng là ngọt ngào mà. Đến điểm hẹn, Mi-jae sợ gặp người quen nên lén lén lút lút mãi mới dám ngồi vào bàn với Kyung Seok. Sợ cái gì? Cái đấy đến, hai tiền bối vậy mà cũng vào nhà hàng ấy ăn cơm. May đúng lúc Mi-jae vào nhà vệ sinh. Cuối cùng nhờ Kyung Seok đánh lạc hướng để Mi-jae chạy ra ngoài, thế là buổi đi ăn hôm ấy trở thành buổi diễn tập điệp viên. Cả hai còn chưa kịp ăn Mi-jae nào mà Mi-jae thì cứ bồn chồn sợ có ai nhìn thấy. Cô cứ nhìn ngang ngó dọc mãi, vậy là họ đành trở về nhà. Hôm sau để giải quyết vấn đề bị nhận ra, Kyung Seok đưa Mi-jae đến siêu thị mua khẩu trang. Cả hai tranh nhau ai sẽ là người đeo. Giải pháp là cả hai cùng đeo, mà trên đường phố hai người đeo khẩu trang đen kín mít như vậy càng gây chú ý. Cuối cùng họ bỏ khẩu trang và không nắm tay nữa. Có ai hỏi chỉ cần bảo là hàng xóm nên đi cùng với nhau thôi. Trong giờ nghỉ trưa, Kyung Seok và Mi-jae đang ngồi tâm tình ở phòng nghỉ, bất ngờ giám đốc đi vào. Cả hai như đứa trẻ phạm lỗi chỉ biết đứng im nghe khiển trách. Mà giám đốc đối với việc này rất vui. Bà luôn muốn Mi-jae và Kyung Seok hẹn hò với nhau. Không ngờ mọi chuyện lại theo đúng mong muốn của bà. Rồi giám đốc cũng rời đi trả lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ. Chỉ là đôi bạn trẻ nào có vẻ chỉ có thể nắm tay trên xe buýt. Đúng lúc Hyun Jung gọi đến, Kyung Seok còn không chịu buông tay Mi-jae ra nữa. Anh phải tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi này. Hyun Jung gọi đến để báo mình sẽ về nhà bố mẹ một hôm. Nghe đến đây là biết hôm nay Mi-jae ở một mình rồi đấy. Có cơ hội cho họ ở riêng ở nhà rồi. Ý viết trên mặt Mi-jae cũng có thể thấy rõ Kyung Seok muốn gì. Cô hỏi anh có muốn đến không? Đương nhiên Kyung Seok sao có thể từ chối. Không ngờ kế hoạch bị phá vỡ từ trong trứng nước trong khi Kyung Seok chu đáo đi mua đồ để chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn tối nay. Mi-jae về nhà thì bắt gặp bố mẹ cô đang ở đây. Vậy là Kyung Seok phải đợi Mi-jae đánh lạc hướng chở bố mẹ cô về. Kyung Seok đành ra công viên ngồi. Cuối cùng thì bố mẹ Mi-jae cũng về, cả hai đã có thể dùng bữa cùng nhau. Đây là bữa ăn đầu tiên của hai người kể từ khi hẹn hò. Ăn xong cũng không có gì để làm, xem phim thì hơi tốn thời gian. Mi-jae đề nghị làm nến thơm, vừa làm cả hai vừa tâm sự thích nhau từ lúc nào.
Mi-ray thích Ki-ung Se-ok từ khi biết anh chưa bao giờ cười nhạo mình. Còn Ki-ung Se-ok thích Mi-ray ở bữa tiệc hôm chào đón tân sinh viên. Đó là khi tên mối tình đầu của Mi-ray làm khó cô. Lúc đó Ki-ung Se-ok đã thực sự rất tức giận. Ki-ung Se-ok bất cẩn để sáp nến rơi vào tay. Dù anh nói không sao nhưng Mi-ray rất lo lắng, cô dẫn Ki-ung Se-ok đi rửa tay. Còn quan tâm vết thương nhỏ nhưng cũng rất nóng đấy. Khi Mi-ray định đi lấy đá trường, Ki-ung Se-ok bất ngờ kéo cô vào lòng ôm lấy Mi-ray. Anh từng rất ghét mùi nước hoa nhưng giờ lại rất thích bởi nước hoa ấy dùng trên người Mi-ray. Đang tình cảm thì Mi-ray ngửi thấy mùi khen khét, hóa ra là nến thơm đang làm bị hỏng. Sau khi dọn dẹp, hai người thổi nến cắt bánh, ăn mừng kỷ niệm lần đầu tiên hẹn hò của cả hai. Mi-ray cũng lấy ra món quà nước hoa lúc trước mua tặng Ki-ung Se-ok. Dù Ki-ung Se-ok không dùng nước hoa, nhưng Mi-ray vẫn muốn tặng để cảm ơn anh vì tất cả. Mi-ray cũng nói rằng sẽ công khai mối quan hệ của hai người. Tớ muốn nói cho mọi người biết Hyun Jung, tiền bối U-ung và mẹ cậu đã có 3 người ủng hộ chúng ta rồi. Tớ nghĩ đó là một con số tốt. Lời này của Mi-ray khiến Ki-ung Se-ok rất vui. Sáng hôm lên đồ thật đẹp rồi chuẩn bị tinh thần để đối diện khi có người hỏi. Mà hình như chẳng ai để ý đến việc hai người đi cùng nhau cả. Có lẽ Mi-ray đã suy nghĩ quá nhiều. Trong lúc thực hành làm nước hoa của riêng mình, chị hướng dẫn có để ý và bảo hai em là một cặp thì có thể làm nước hoa chung với nhau. Thật ra chúng em đang hẹn hò. Thông tin này là mọi người đều bất ngờ. Ai cũng tỏ ra vui mừng cho họ. Còn khen hai người họ trông thật đẹp đôi. Vậy là điều do Mi-ray suy nghĩ nhiều. Từ giờ thì cô có thể thoải mái thể hiện tình cảm với Ki-ung Se-ok ở nơi đông người rồi. Lần này hai tiền bối cũng đã phát hiện ra Sua toàn ói ra sau mỗi bữa ăn. Mi-ray chỉ có lòng tốt muốn giúp đỡ và an ủi cô ta. Vậy mà cô ta lại nói Mi-ray làm cô ta thấy cáu. Sua còn bảo Mi-ray nghĩ hẹn hò với Ki-ung Se-ok là đã chiến thắng cô ta sao. Cô ả cũng lấy việc Mi-ray phẫu thuật thẩm mỹ ra để sỉ nhục cô. Mà Mi-ray đương nhiên không lo lắng cho cô ta rồi. Mi-ray cũng nói rằng Sua chả có quyền gì để bảo rằng Mi-ray có được phép hẹn hò với Ki-ung Se-ok hay không. Hôm sau Ki-ung Se-ok và Mi-ray lên đồ học sinh để ôn lại kỷ niệm, cũng như thực hiện ước mơ cũ của Mi-ray. Hai người họ đến quán ăn nhỏ gọi hai cái bánh mì kẹp thịt. Nhưng vì cái bánh to và Mi-ray không muốn làm mất hình tượng trước mặt Ki-ung Se-ok, nên cô chỉ véo từng chút một. Hiểu được điều đó, Ki-ung Se-ok cố tình quay mặt đi, nhắm mắt lại còn nói mình không nhìn đâu, cậu cứ cắn đi. Mi-ray cắn một Mi-ray thật to đến nỗi suýt nghẹn. Nhìn cái má phồng lên của Mi-ray dùng xúc thấy thật đáng yêu. Sau đó họ đi tham quan lại trường cũ. Khuôn viên trường vẫn rợp bóng cây. Phòng học ngày nào cũng vẫn vậy và bàn học ngày trước Mi-ray ngồi vẫn ngập tràn lời chê bai chỉ bới. Nó làm cô có chút buồn nhưng Ki-ung Se-ok đã dẫn Mi-ray ra sân bóng. Hai người họ chơi bóng rổ vui vẻ với mấy cô cậu bé học sinh. Rồi hai người đi xem phim cùng nhau. Ở trong rạp có một ông chú vô cùng kém duyên chuyện không liên quan mà lại xen vào. Nói không thể tin mấy người này lại hẹn hò với nhau rồi gì mà sẽ không đỗ được đại học. Ki-ung Se-ok nghe vậy rất tức giận. Anh định đứng dậy dạy cho ông ta một bài học. Nhưng Mi-ray đã ra tay trước thấy uy lực của cô. Ông chú kia chỉ còn biết im lặng rồi nhanh chóng lùi mất. Vì mải ngồi lại trong rạp phim, Ki-ung Se-ok và Mi-ray bị muộn 2 phút nên đã lỡ chuyến buýt cuối cùng. Gọi xe thì đen cái lại không có. Mi-ray nghĩ một hồi quyết định đưa Ki-ung Se-ok đến nhà bố mẹ. Mà nhà lúc này chẳng có ai vì bố mẹ cô đi ăn sinh nhật và bố cô có hơi quá chén không thể lái xe. Vậy là đêm nay chỉ có hai người ở lại. Mi-ray tìm thấy chút rượu soju và đồ ăn vặt trong tủ lạnh nên hai người quyết định uống một chút. Trong lúc đợi Mi-ray đi thay đồ, ánh mắt Ki-ung Se-ok va vào một khung ảnh. Anh vừa cầm lên thì Mi-ray đi ra, cô không định cho anh xem. Vậy là xảy ra cái cảnh mà Ki-ung Se-ok thì cứ đưa khung ảnh lên cao còn Mi-ray cứ sán lại với bằng được. Đến nỗi Mi-ray đẩy Ki-ung Se-ok xuống ghế đè lên người anh mới lấy được. Sự tiếp xúc này làm cả hai cùng ngượng ngùng. Cả hai nói về khung ảnh kia, đó là hình cái kia của Mi-ray. Mi-ray không muốn dùng sức nhìn thấy sự xấu xí ấy. Cô sợ Ki-ung Se-ok sẽ không thích mình nữa, mà Ki-ung Se-ok thì không quan tâm lắm. Anh chỉ muốn nhìn để nhớ lại trước kia cô ra sao. Dù bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn nhớ lại khuôn mặt ấy, Mi-ray quyết định cho Ki-ung Se-ok nhìn bức ảnh 3 giây. Nếu sau khi nhìn nó mà cậu còn thích tớ thì là cậu thực sự thích tớ. Ki-ung Se-ok quyết định dùng hành động để cho Mi-ray thấy anh không yêu cô chỉ vì vẻ bề ngoài. Ki-ung Se-ok nhớn người hôn lấy đôi môi Mi-ray, mà Mi-ray cũng không cự tuyệt, cả hai nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn đầu. Bối rối với câu hỏi của Ki-ung Se-ok rằng cậu có thích thật không, Mi-ray chỉ còn biết đổi chủ đề sang chuyện đi ngủ, chúng ta đi ngủ đi. Câu này thật dễ gây hiểu lầm, khiến Ki-ung Se-ok bật thẳng dậy nghĩ lại lời mình nói có vẻ không đúng. Mi-ray vội đính chính không phải ngủ kiểu đấy đâu. Rồi cô về phòng, Ki-ung Se-ok ngủ ngoài phòng khách. Đúng lúc này mẹ Mi-ray gọi đến. Vì Mi-ray đã ngủ mà mẹ cô cứ gọi liên tục. Sợ bác gái lo lắng, Ki-ung Se-ok đành nghe điện thoại, thấy có trai lạ nhấc máy của con gái. Mẹ Mi-ray vội chuyển qua cô video. Ki-ung Se-ok lịch sự chào hỏi rồi thông báo mình là bạn trai Mi-ray. Điều này đúng là bất ngờ lớn đối với mẹ cô. Vừa nói chuyện xong với mẹ Mi-ray thì đến lượt bố cô, ông cũng rất bất ngờ đến nỗi không biết nói gì, chỉ bảo trong nhà có lắp camera. Câu này càng làm Ki-ung Se-ok hoảng hốt. Vậy không phải việc anh vừa hôn Mi-ray đã bị ghi lại hết rồi sao? Ki-ung Se-ok mất ngủ cả đêm vì lo lắng và tìm kiếm camera. Ai ngờ sáng ra được Mi-ray thông báo nhà không có thứ đó.
vì bố mẹ Mi-ray nói dối nhà có camera. Ki-ung Se-ok nghĩ rằng họ không thích anh, nhưng chỉ là bố mẹ Mi-ray thấy thích thú vì cô có bạn trai. Nghe vậy Ki-ung Se-ok cũng yên tâm phần nào. Nhìn Mi-ray có vẻ mệt mỏi, Ki-ung Se-ok cho cô mượn bờ vai vững chắc để tựa vào. Mi-ray cũng dựa anh lại gần mình hơn. Hai người này lại phát cơm chó trên xe buýt rồi. Lúc này cuối cùng Sua cũng nhận trái đắng. Sau hàng loạt hành động thả thính các chàng trai rồi phớt lờ họ, mọi người ngày càng xa cách và cảm thấy cô ta thật giả tạo. Đỉnh điểm là cậu bạn này luôn đơn phương cô ta. Cậu cho rằng mình bị trêu đùa tình cảm nên đã tìm cách trả thù Sua. Cậu ta chụp trộm hình Sua đang lên mạng rồi theo dõi cô ta, khiến Sua trở nên trầm cảm lo sợ. Cuối cùng cậu còn tìm đến tận cửa nhà chất vấn Sua. Thấy tình trạng kích động của cậu, Sua định chạy trốn nhưng đã bị cậu ta chặn lại rồi đẩy ngã. Trước những lời đe dọa đòi xin lỗi của cậu, Sua chỉ biết nằm chờ chết kêu cứu trong tuyệt vọng. Sau tiếng kêu thất thanh của Sua, cậu ta chạy ra đúng lúc gặp hội Mi-ray đến. Ki-ung Se-ok cùng tiền bối đuổi theo bắt giữ lại, còn Mi-ray lên xem Sua có sao không. Sua sợ rằng đã bị tạt gì đấy hủy hoại nhan sắc cô ta cúi mặt khóc lóc, thậm chí còn đòi chết. Mãi đến khi Mi-ray cho cô ta xem mặt cô ta không sao, Sua mới bỏ mảnh thủy tinh trên tay xuống. Làm ơn mắc oán Sua vậy mà sau khi bình tĩnh lại đẩy Mi-ray ra. Cô ta không muốn người cô ta ghét cay ghét đắng như Mi-ray lại đến giúp mình. Mi-ray cũng chịu hết nổi. Cô cũng ghét Sua nói chuyện với cô ta như nói với đầu gối vậy. Tại sao cô ta lại như thế? Tôi xấu xí nên phải phẫu thuật, tôi xấu nên không được hạnh phúc. Còn cậu thì sao, cậu xinh đẹp nhưng có đang sống hạnh phúc không? Sau khi bình tĩnh lại, mọi người đưa Sua vào bệnh viện. Mi-ray tình nguyện ở lại trong cô ta. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Sua thấy Mi-ray đang nằm ngủ bên cạnh. Tay Mi-ray còn đang nắm lấy tay mình. Nhưng lần này Sua không bài xích nữa. Có lẽ cô ta đã suy nghĩ thông suốt phần nào. Hôm sau trở lại lớp học, cả lớp đều đã biết chuyện Mi-ray và Ki-ung Se-ok hẹn hò. Họ tỏ ra rất phấn khích. Ai cũng cảm thấy hai người thật may mắn khi đến với nhau. Thậm chí còn trêu đùa đôi bạn trẻ khiến Mi-ray ngượng chín mặt. Một thời gian sau mọi chuyện trở về quỹ đạo, tiền bối U-ung vẫn được các đàn em khóa dưới ái mộ. Thậm chí còn có người nhờ mai mối nhưng anh từ chối, mà U-ung và Hyun-jung có vẻ có gì đấy với nhau. Có khi nào hai người này sẽ đến với nhau không đây? Sua thì đã cắt tóc và xin nghỉ học, mang chai nước hoa đến tặng cho Mi-ray. Sau đó đến tìm Ki-ung Se-ok rồi nói rằng mình không thích cậu một giây nào. Dù đã đoán được ra Sua là người tặng nước hoa cho Mi-ray, anh vẫn làm đúng giả vờ giận dỗi cô. Chỉ đến khi Mi-ray cho khi xem tên danh bạ cô lưu trên điện thoại, anh mới mỉm cười tạm tha. Hôm nay là sinh nhật Ki-ung Se-ok. Mi-ray cố tình chuẩn bị cho anh một bữa tiệc bất ngờ, còn hát sinh nhật anh nữa. Mặc dù lúc đầu không thích ồn ào như vậy, nhưng nhìn vẻ đáng yêu của Mi-ray, anh bất giác mỉm cười. Mi-ray tặng quà sinh nhật Ki-ung Se-ok là một chiếc áo. Theo thói quen, Ki-ung Se-ok miệng trả lời không quan tâm nhưng nghĩ lại anh vẫn là thật lòng nói thích. Mi-ray còn chụp ảnh kỷ niệm cùng Ki-ung Se-ok. Cuối cùng kết thúc có hậu đến với đôi bạn trẻ. Sau bao gian nan, Mi-ray và Ki-ung Se-ok bây giờ rất hạnh phúc bên nhau. Tình cảm của họ còn được mọi người thành tâm chúc phúc. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau bước trên con đường hướng về tương lai hạnh phúc viên mãn đến với nàng Mi-ray lương thiện xinh đẹp. Ki-ung Se-ok cũng tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Dù trước đó anh từng có suy nghĩ sẽ không kết hôn nhưng gặp Mi-ray đã làm thay đổi cả cuộc đời anh. Mi-ray và Ki-ung Se-ok đúng là destiny của đời nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.